bà ơi, ai cũng có phần mà, đừng có nghe lớn quá, lớn quá tôi bán cho ai giờ. Nè của bà nè, trời ơi của anh nè, từ từ đi. Họ làm gì mà tranh giành nhau dữ vậy hả bác Sáu? Nè 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 nè, có hết nè. Thôi cảm ơn nha. Từ đi nè, nè của chị nè. Bỏ vô nè, bỏ vô nè. Ơi. Thôi 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 đừng nói nữa, bà nhức cái đầu quá. Có rồi, mẹ chứ. Rồi đó về đó. Cái gì mà chen lũ quá trời của đất này quá. Họ làm gì mà tranh giành dữ vậy bác? Anh Sáu, anh Sáu tới mua gì vậy anh Sáu? Tôi không có mua cái gì. Cảm ơn. Dạ. Cái này là nghe đồn dịch giết đồ đó rồi mua đồ về trữ. Khổ ghê vậy đó. Với cái tình hình này á, bác thấy là không có ổn. Bà con chưa hiểu gì về cái dịch bệnh này, cho nên nghe người ta xúi giục cái này nọ à, rồi cái rồi hoang mang rồi đi mua đồ về trữ tùm lum tùm la, cuối cùng thị trường nó đảo lộn hết trơn. Dạ bác nói đúng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm cách giải thích để cho người dân ở đây hiểu về cách phòng chống, làm sao để cho nó hợp thức quá. Với lại nhưng cái dịp này á, nếu như mà mình không làm liền thì cái tụi mà bọn xấu á đúng tay vô bán đồ giả trục lợi trên xương máu của người dân đâu có được. Đó, mày thấy bác nói có đúng không? Tao đã nói rồi, bây giờ là gian thương nó thừa nước đục thả câu, đã bán ba cái đồ khẩu trang giả đồ này nọ mà ai cũng súng chùm vô mua. Vậy bây giờ mình làm sao bác? Thôi bây giờ vậy, bác nghĩ là mình nên vận động bà con. Dạ. Để cho bà con hiểu về cái bệnh dịch này à, để mà phòng chống. Cái cách hay nhất á, là mình vận động bà con tới quán bà Tám Điệu đi à, khẩu trang khẩu triết đàng hoàng, bịch khẩu trang giải cũng được. Dạ. Rồi có nước rửa tay cho người ta à, tới nhà bà Tám Điệu đặng mình nói cho bà con hiểu. Bây giờ mình mời y tế xã nè, rồi bên quỹ ban nè à, mọi người xuống cùng nói thì chắc được. Dạ dạ, dạ thôi mình đi liền đi. Đi vận động bà con đi con ơi. Dạ. Xui thiệt, đặt cái nào thua cái đó là sao? Kỳ thiệt. Ủa, nay không đi bán sao mà đi đâu vậy? Buồn bán gì nữa, người ta phát hiện ra mình bán hàng dởm rồi, cho nên người ta tới mắng vốn, rồi đòi lấy tiền lại kìa. Mai mà em chạy kịp á, chung thôi lại mang dép rồi. Trời ơi là trời, bữa nay cái gì vậy? Sao quả tả chiếu hàng sao mà xui vậy? Em đói bụng quá, mình kiếm gì ăn đi. Tiền đâu mà ăn? Anh giỡn hả? Sáng anh mới cầm nguyên cọc tiền mà. Thua mẹ nó hết rồi. Trời ơi. Trời gì, còn thiếu lại người ta mấy triệu. Anh tính lại cho em bán hàng, rồi gom cái tiền đó trả cho người ta. Mà giờ em nói vậy là thua luôn. Anh đánh bài hoài à, 10 lần anh thua 9 lần rồi. Mà sao anh cứ ham bu vô đánh hoài vậy hả? Rồi giờ kiếm gì ăn? Ăn gì giờ? Thôi nhà còn mì gói về ăn đỡ đi. Thôi đi về. Đúng là ngu ngốc mới đi yêu cái người như anh vậy đó. Đúng là đồ phá của mà. Kính thưa bà con, trong những ngày qua, thông tin dịch bệnh về Covid đã lan truyền khắp nơi. Tôi biết là tâm lý của bà con mình rất là hoang mang và rất là lo sợ. Tôi thấy có một số bà con mình vội vàng đi mua khẩu trang, đi mua nước rửa tay. Rồi còn có một số đông bà con mình thậm chí đi mua lương thực, thực phẩm rất là nhiều về để dự trữ. Mình làm như vậy vô tình làm cho giá cả thị trường bị biến động, là người dân mình sẽ khổ hơn. Trong khi đó, cái bọn gian thương thừa cơ hội này để nó đầu tư, nó làm giàu cho nó. Nó đánh vào tâm lý người dân của chúng ta là đang hoang mang lo sợ. Rồi nó bán những cái mặt hàng giả, những cái mặt hàng trôi nổi kém chất lượng không rõ nguồn gốc. Cho nên bà con mình cẩn thận, đừng nên mua những mặt hàng trôi nổi như vậy. Vì vậy hôm nay tôi mời bà con tập trung ở đây để nhờ cô Thắm là nhân viên bên y tế sẽ giải thích cho bà con mình hiểu rõ hơn về cái dịch bệnh Covid là như thế nào. Dạ em xin chào bà con. Thì bệnh Covid-19 hiện tại bây giờ có thể nói là đó là một cái đại dịch của toàn cầu. Nhưng mà bà con mình cũng đừng có nên quá hoang mang và lo lắng. Nếu như mà chúng ta...
Còn một trường hợp này nữa, tôi lưu ý bà con mình nè. Có một số người á, họ lợi dụng cơ hội này để giả làm thầy bà, để họ đi coi bói, cúng kiến bài vẽ, rồi họ xúi mình á, đi mua bùa ngải về để mà trị bệnh Covid. Bà con đừng có tin nha, họ là những người lừa đảo không đó. Dạ đúng rồi đó bà con. Bà con mình á, cũng đừng nên quá hoang mang. Chúng ta nhớ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và giữ gìn sức khỏe cho mình. Đúng theo những chỉ dẫn của Bộ Y tế thì chúng ta sẽ không lo lắng về bệnh dịch Covid-19 đâu ạ. Mọi người nghe rồi phải không? Bây giờ phải làm theo hai người trên xã nghe. Rồi, tôi biết rồi. Bà con có tin vui nè. Hiện tại bây giờ ở ủy ban xã mình có triển khai một số điểm để phát khẩu trang miễn phí cho bà con mình. Mỗi người đến đó nhận được một hai cái gì đó. Bà con mình đến đó cụ thể xem thông báo rồi nhận khẩu trang về xài ha. Với lại sẵn đây còn một trường hợp này tôi lưu ý với bà con. Trong thời gian gần đây tôi có nghe bà con xôn xao bàn tán và có những cái lời nói và hành động kỳ thị cô Thu. Tuy cô Thu là người nước ngoài về Việt Nam nhưng cô ấy đã nghiêm chỉnh chấp hành cái nghị định rồi cách ly đúng cách, nghiêm ngặt. Và qua kiểm tra thì cô Thu không hề bị bệnh. Cho nên bà con mình đừng có phân biệt cư xử như vậy, nó không đúng, rồi mất tình làng nghĩa xóm. Bà con mình hãy đoàn kết lại với nhau để bọn tội phạm hoặc là những người đầu cơ tích trữ họ không có dịp để mà làm giàu. Đúng rồi. Và những người nào mà trục lợi cho bản thân mình thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý họ thích đáng. Bà con nhớ những lời tôi dặn. Dạ, cứ yên tâm nha. Mọi người ơi. Đúng rồi đó. An ơi, An, đừng có đi mà, nghe nói chút xíu đi. Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi, cho anh một cơ hội nữa đi. Anh hứa anh sẽ sửa lỗi mà. Nghe không An? Anh đang quen với một cô gái khác mà còn muốn quay lại với tôi nữa sao? Như vậy là quá phong lưu đa tình rồi. Tụi mình không còn cơ hội nào đâu. Đừng làm khổ nhau thêm nữa. Em đừng có như vậy mà. Anh nhớ em nhiều lắm. Em biết không, không có em bên cạnh, đời anh vô nghĩa. Kiều chỉ là cô gái tia nép buộc bắt anh phải quen để quên em thôi. Nhưng quan trọng là anh vẫn đồng ý quen với cô ta. Anh... Vậy anh xem tôi là gì của anh? Bạn gái dự phòng sao? Anh nên quay về với bạn gái hiện giờ của anh đi. Đừng làm khổ thêm ai nữa. An, anh xin lỗi em à. Anh sai rồi. Anh sai tôi rồi. Nói rồi. Anh nên quay về với bạn gái hiện tại của anh đi. Đừng làm khổ thêm một ai nữa. An, em phải tin anh mà. An, An. Ê! Ủa, có chuyện gì mà cô tìm tôi? À, tôi muốn là chúng ta hãy cùng chung tay hợp tác để có được thứ mà mình muốn. Hình như cô đang hiểu lầm chuyện gì hả? Hợp tác về chuyện gì? Thì chúng ta cùng chung tay hợp tác để anh có được Thùy An. Còn tôi thì có Minh Khang. À, hình như có chuyện hiểu lầm gì ở đây. Họ đâu phải là món hàng mà dành để mua chứ. Anh giấu ai được, chứ anh không giấu được tôi đâu. Trừ khi anh không thích Thùy An. Phải, tôi thích Thùy An thì sao? Tôi nói là một lần nữa cho cô biết, hai người họ yêu nhau và họ không phải là món hàng, chúng ta không được giành giật, cô hiểu chưa? Anh ở nước ngoài riết á, anh thành một người dở hơi rồi. Tình yêu á là phải chụp giật, bốc hốt, tấn công mới giành được tình yêu. Tình yêu kiểu như anh á là mất trắng. Đó không phải là cá tính của tôi. Hai người họ yêu nhau thì không ai có thể cản được, không ai có thể tách rời họ ra được. Cho dù đó là tôi hay là cô đừng phí công nữa, cô về đi. Nè, anh sẽ phải hối hận vì không nghe lời của tôi đó. Vừa rồi á, nhờ có anh Sáu Bảnh á, kết hợp với ủy ban xã với nhân viên y tế giải thích rõ nên bà con mình mới ổn định tinh thần. Để nhờ đó mới biết cách phòng dịch, đúng không? Cho nên dịch nó bị đẩy lùi. Nhờ vậy á, bà con mình mới ổn định cuộc sống trở lại bình thường. Đúng rồi đó. Lần này vậy, công của anh Sáu với cậu Nam lớn lắm đó. Đúng rồi đó, cho nên bây giờ mới đỡ đó. Ừ. Công lớn lắm đó.
ơi, tôi nói là cô ở nhà đi mà. Bây giờ đi đi ruộng mà cô ăn mặc đồ giống vậy này đi ra người ta cười chết à. Trời ơi, thì anh làm gì làm đi. Anh cho tôi đi theo để tôi ngắm cảnh đồng lúa. Mắc mớ gì không cho tôi theo. Theo làm cái gì? Trời, chơi nổi mà chơi nổi. Ta ăn mặc vậy nó bắt ra ngoài đó, đứng ngoài ruộng vậy đó. Đang làm màu cho nó. Trời. Ủa chứ mắc mớ gì tới mày? Mày không có người đi theo mày tức hả? Tao không có tức cái gì hết, nhưng mà tao thấy cái thứ mà tham phú phụ bần đó tao ghét. Thứ là mê mê dị kiều đó tao ghét giống gì hết. Trời, xin lỗi mày. Cái thứ tham phú phụ bần ai chưa biết ai à. Đừng có nói cái chuyện mê dị kiều đây nè. Chứ còn không như cha con mày. Hai ruột già, hai ruột non, hai cái phèo, hai cái phổi. Hai cái... Hai cái gì mày nói cái gì cho nó rõ. Mày nói ra tao không hiểu gì hết luôn. Nói chung là cha con mày ăn ở hai lòng. Hay là mày nói hai lòng. Mày đặt nó hai cái ruột già, hai cái phèo, hai cái phổi. Tao thích vậy đó. À, bởi ăn ở vậy đó. Hai thằng con trai á, thì bị gái bỏ. Còn cha già thì ở giá ngàn năm đâu có ai thèm theo. Trời, sao bị biết ở giá ngàn năm không ai theo? Cô bán đồ giả bị bại lộ rồi đó. Công an gửi giấy mời lên. Bây giờ em chỉ sợ là mình bị xử lý hoặc là phạt vì cái tội mua bán gian dối đó. Giờ tính sao vậy anh? Thôi giờ tạm thời ngưng đi. Để coi tình hình sao rồi mình tính tiếp. Em muốn gì? Em muốn nước cam. Cho ly nước cam với ly cà phê đá đi em. Dạ chờ xíu. Ủa cô Hai. Thu à, đi đâu vậy? Ờ đi dạo trong đồng lúa đồ đó. Tôi thấy đẹp mà. Thấy đẹp mà. Đi dạo đồng lúa. Dạ. Dạo đồng lúa mà ăn mặc đồ vậy đó ha. Mà đi đâu cũng kè theo sáu bảnh hết trơn à. Đi đâu cũng bị kè kẹp vậy. Coi chừng không khéo người ta hiểu lầm cô đó. Hiểu lầm cái gì? Ta hiểu lầm á là cô đi đâu lúc nào cũng kè theo xéo bảnh hết á. Người ta tưởng đâu cô là tình nhân hay là vợ hờ của ổng á. Nè, ổng có cái tánh là phong lưu đa tình ha. Cô cẩn thận nha, coi chừng cô bị sập bẫy ổng đó. Sập bẫy? Ừ. Nè, tám đẹo. Tôi thấy. Mới nói gì á? Nói cái gì? Tôi đó thấy chưa thấy chưa, đi theo rình rập chị em phụ nữ tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau đồ cái thứ đạo đức giả. Xin lỗi cô à, cô đừng có nói cái câu đó nghe. Ai phong lưu hả? Ai đạo đức giả thì ai biết liền. Nè tôi nói cô nghe nha, cô nói có bằng chứng đàng hoàng nha, chứ cô vu oan người ta, cô nói xấu người ta nha, tôi kiện cô đó. Trời ơi, hù tôi ra sao bệnh, run quá, sợ quá, run quá. Thử coi nè, ông hù tôi hả, ông hăm dọa tôi hả? Thử đi, ông nên nhớ nha, con gái của ông nó đang làm dâu nhà tôi nha. Ông muốn con gái ông khổ không hả? Tôi thử đó, tôi thách đó. Hai cha con ông làm gì ha? Làm gì thử làm tôi coi. Được cái miệng rồi, trời ơi. Còn bà nữa. Oh my god, tôi vô vườn chuối tôi bẻ cái bắp chuối thôi. Cái tơn đi đâu vậy? Tôi đi. Đi gì à? Bài. Đi đâu cũng kè theo. Thứ gì? Phát ứa gan. Tôi nói với cô rồi, từ nay trở đi á, đừng có giao du với mẹ Tám Điệu với cha Năm Toản nữa. Mấy cái người đó người ta không có tốt, cứ hễ xúm chùm vô cái nói xấu người hết, người này tới người khác hết, người này tới người khác, tôi không có ưa. Ôi Sáu à, nói là nói vậy thôi, chứ chuyện người ta thì mặc kệ người ta đi. Mình quan tâm tới làm cái gì? Mình sống á là mình chỉ biết bản thân mình thôi. Người ta có nuôi mình một ngày nào đâu mà mình quan tâm tới. Yên tâm đi, tôi không có nói tới gì nữa đâu. Nhưng mà tôi cũng phải dặn vậy. Rồi, biết rồi, I know. Uống đi. Dạ, thưa tía, thưa dì Thu, con mới đi chợ qua. Chào con. Tía, hồi nãy á con đi chợ con thấy mấy trái bắp nấu ngon quá, mua qua đây cho tía dì Thu ăn nè. Nè bây uống miếng nước đi đã. Dạ, con cảm ơn tía. Trời ơi, nè, tìm ở đâu mà ra mà hay vậy?
Hồi sáng nãy hả, Thu đi chợ kiếm khắp cả cái chợ luôn, không có thấy trái bắp nào hết á. Trời ơi vậy Thu, con mua ở này ở dưới cuối chợ mình đó, đối diện với quầy bán bún mắm, bán ngon lắm luôn á. Vậy hả? Mai mốt mà dì Thu muốn ăn á, dì Thu nói con tiếng đi, rồi con mua cho. Thank you. Ủa, tía, con Út An đâu rồi? Sao sáng nay nó không đi chợ mà để cho dì Thu đi chợ vậy? Tại vì hôm nay là sinh đề, hôm nay là chủ nhật, cho nên là An với Nam đi chơi rồi. Mà cũng có thể là nó đi tìm mua nguyên liệu gì đó. Thôi chết rồi. Tía, con tranh thủ chạy về bệnh, con nấu cơm nấu nước cho má chồng con. Con trễ giờ rồi má con la đó. Con về nha tía, con về nha dì Thu. Khoan đã. Dạ. Mày ngồi xuống. Dạ tía. Nghe tía nói nè. Dạ. Cái hẻm mỗi lần mày về đây á là mày lật đật y như là gà mắc đẻ vậy. Đây là cũng nhà của mày mà. Tía thấy như vậy nè, nếu mà con ở trong nhà chồng con á, mà mẹ chồng con khó khăn như vậy á, vợ chồng bay á, dọn ra chỗ nào đó, mướn cái nhà nào đó ở cũng được. Mọi chuyện để tía lo cho, tía hỗ trợ. Tía, con cảm ơn tía, nhưng mà không được đâu. Ở bên đó anh Lộc á, ảnh có mình má ảnh à, sao mà ảnh dọn ra riêng được, ảnh bỏ má ảnh mình, con cũng phải chịu thôi tía. Thôi không sao đâu, tôi tía con về, chị Thu con về nha. Đó, chị thấy chưa? Hai người này á, chẳng những hẹn hò nhau mà còn hợp tác trong làm ăn nữa. Em nghe đâu á nha, anh Bảo Nam á là người tìm ra đầu ra cho sản phẩm của con Thùy An. Nhưng mà nếu bây giờ mà cái đầu ra từ Bảo Nam á mà có trục trặc gì á, thì con Thùy An nó sẽ mất uy tín, nó sẽ dở nợ, công việc gặp rắc rối, nó sẽ thân bại danh liệt. Được rồi, nếu mà Bảo Nam không quay lại với chị thì chị cũng sẽ không bao giờ để cho hai người đó được yên đâu. Chị sẽ phá họ cho tới cùng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Trời ơi, nóng quá. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Hello chị. Oh my god, chị hát hay quá à. Thank you. Dì có nhớ con không? Con là Liễu, là người yêu của anh Nam nè. Dì nhớ chứ. Liễu, nhưng mà là người yêu cũ của Nam. Thật sự thì mặc dù là con với anh Nam đã chia tay rồi, nhưng mà con vẫn luôn luôn coi mọi người á giống như là người thân trong gia đình của con vậy đó. Con biết á là dì về đây ở, con cố tình qua đây thăm hỏi dì. Sẵn tiện á, con có mang quà qua để biếu cho dì. Cái này á là dầu gội với lại sữa tắm mà ba má con gửi bên Mỹ về cho con. Chắc là dì ở bển về cũng không quen với dầu gội ở đây đúng không? Cho nên đó là dì giữ cái này xài đi, còn biếu gì. Dì cảm ơn con nhiều nha, con tốt quá à. Thật ra con đúng là một cô gái tốt. Nhưng mà tới giờ này dì cũng chưa có hiểu lý do tại làm sao mà con với Nam hai đứa lại chia tay. Cái chuyện này thì thật sự do cũng có một vài chuyện hiểu lầm. Cho nên nó là tình cảm của hai đứa con càng ngày càng xa cách. Nhưng con nói thiệt với dì luôn. Đến bây giờ con vẫn còn yêu anh Nam nhiều dữ lắm. Thật sự từ lúc quỷ hôn cho tới giờ con rất là đau khổ. Dì ơi, con muốn là con với anh Nam có thể kết nối lại tình cảm ngày xưa. Cái này thì dì cũng không biết nữa. Nhưng mà dì nói con nghe,
Con đừng có buồn ha, con đẹp mà. Rồi con còn là người con gái tốt nữa. Bây giờ hả, cái vết thương nào rồi từ từ nó cũng sẽ lành. Lúc đó hả, sẽ có rất nhiều người đàn ông đẹp trai nè, có tài có đức, đẹp hơn thằng Nam nữa, sẽ đến với con. Lúc đó hả, họ sẽ đứng xếp hàng để cho con chọn. Rồi con sẽ có một người đàn ông đem đến hạnh phúc cho con. Nhưng thật sự trong lòng của con chỉ có một mình anh Nam mà thôi. Dì có biết không, có rất là nhiều người ngỏ ý với con, nhưng mà con vẫn không đồng ý. Con thương ảnh, con vẫn chờ anh Nam, con chờ ảnh quay lại với con. Có lẽ là điều này khó lắm gì à. Tất cả mọi người bây giờ ai cũng gán ghép anh Nam với Thùy An hết. Thùy An lại là một cô gái xinh đẹp, tốt tính nữa. Nhưng tiếc một điều, bây giờ Thùy An á, cô ấy không có yêu anh Nam. Yes. Cô ấy đã có Minh Khang rồi. Yes. Còn anh Nam thì thực sự gì cũng biết rồi đó. Con nghĩ là anh cũng chỉ nhất thời giận con, và anh cũng không thể nào mà có tình cảm với Thùy An được. Đúng không gì? Thôi con cũng đừng có buồn. Để rồi từ từ dì sẽ tìm cách nói với thằng Nam nha. Dì nói vậy là dì chịu giúp con hả? Từ từ rồi dì sẽ tìm cách ha. Được như vậy thì con cảm ơn dì nhiều lắm. Con cũng hy vọng là anh Nam anh sẽ quay trở lại với con. Con xin phép gì? Alo, dạ con nghe nè chú. Liễu hả? Con đang ở đâu vậy? Về nhà sớm dạ. Con ăn cơm đó nghe chưa? Dạ con biết rồi, con về liền. Dạ dạ con chào chú, con về liền. Dì ơi, chú của con gọi, chắc là con xin phép dì con về nha. Con về. Mọi sự con nhờ vào dì hết đó. Dì cố gắng giúp con nha dì. Ok. Con cảm ơn dì nhiều. Khổ quá. Con xin phép dì con về à. Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Vợ đi về hả vợ? Vô đây ôm cái coi. Có biết là chồng, chồng nhớ vợ gần chết. Nhớ không? Nhớ. Nhớ dữ không? Dữ. Nhiều lắm. Nhiều không? Nhiều. Mày nhớ nó chứ mày nhớ tía mày không? Ủa? Tía? Trời đất ơi, ông ngủ gục mà ông cũng nhớ. Mày nhớ cái gì hả mày? Nhớ ai? Hả? Tao nói thôi nha, không có nhớ Dung gì nữa hết. Dẹp đi. Mà tía quá. Con nói rồi á, suốt đời này con chỉ có mình Hạnh là vợ của con thôi à, chứ không ai khác hết á. Đứng lại mày. Con cái mà nói chưa hết được hai câu là nó bỏ nó đi à. Đừng xa em đêm nay khi bóng trắng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Đừng xa em đêm nay. Giọt nước mắt nào. Trời ơi, ai mà hát cái giọng sexy dữ vậy trời. Nghe mà tôi nói nó rành rành luôn nè. Ai vậy? Ủa? Ủa nhà ông sao ảnh? Ủa cái giọng hay quá. Không lẽ duyên con không được? Không chừng ông trời ông xe duyên cho tía hả ta? Ủa gì? Bộ trái múi giờ hay sao ngủ không được mà đứng đây ngắm sao vậy? No, con gì kêu khó ngủ quá. Chán thiệt á. Làm sao vậy? Nam, nghe dì hỏi thiệt nè. Chuyện của con với Liễu đó tính sao? Bộ bây giờ là con không nghĩ, không thương, không nhớ gì tới nó nữa hả? Làm sao gì? Rồi còn hỏi làm sao nữa. Bây giờ con nghĩ đi, con với Liễu là hai đứa quen nhau từ hồi nhỏ nè. Rồi gia đình hai bên cũng đã hứa hôn với nhau. Rồi lớn lên là
hai gia đình cũng ở gần nhau, rồi tụi bay cũng qua lại với nhau, rồi đùng cái con nói là con dứt. Bộ con không có quyến luyến hay là con không có một cái chút xíu nào xót thương hả? Nói chung là gì đừng có nói tới chuyện đó nữa. Con với Liễu á chỉ là bạn bè, anh em. Con chỉ coi Liễu giống như là một người em gái bình thường thôi, chứ không có gì hết. Nói chung là không có quen được, không thể nào yêu nhau. Tụi con không có tâm đầu ý hợp được. Con à, con có biết con nói như vậy mà con Liễu nó nghe được là nó đau lòng ghê lắm. Thôi dì uống nước nha dì, mình đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Mà Nam nè, nghe dì nói nè, con mà bây giờ con cắt đứt với con Liễu là tiếc ghê lắm. Bởi vì sao? Con Liễu là một đứa con gái khôn ngoan lanh lẹ. Trời ơi, con mà lấy những người khôn ngoan lanh lẹ làm vợ là con không có sợ chết đói đâu. Đúng rồi. Đúng á. Dạ, bác Sáu. Chết đói thì không sợ chết đói, mà chết vì cái lanh lẹ của nó đó, chết vì cái mồm năm miệng mười của nó đó, với lại chết vì cái sự lanh lợi quá lố của bà dì thiển cận của nó. Ông nói cái gì? Ông nói ai thiển cận? Ông nói tôi à? Nè, vừa phải thôi nha. Chuyện chỗ dì cháu người ta đang tâm sự à, xen vô rồi nói người này thiển cận, người kia thiển cận là sao? Xen vô vậy? Cái này nhà của tôi mà, tôi muốn đi đâu tôi đi, tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi, tôi muốn nằm đâu tôi nằm, tôi muốn cái gì kể tôi. Còn hai dì cháu á, muốn tâm sự riêng ra ngoài ruộng nha. Còn nếu không á thì lấy điện thoại nhắn, rồi người này coi người kia coi, người này nào coi người kia coi, đừng cho người ta coi mới là bật mí bí mật. Dù quá đáng lắm rồi đó, dì không chịu nổi nữa, dì không ở đây. Ở gì đâu mà buồn chán, nghe hết con này kêu tới con kia kêu, rồi tới cái du này kêu nữa. Đưa dì ra khách sạn, đưa dì ra khách sạn đi. Dì không ở đây nữa. Dì bình tĩnh nghe con nói. Mình ở đây là ấp, chứ đâu phải là thị xã hay thành phố. Muốn đi khách sạn là đi. Đó, dì nhìn xung quanh coi, làm gì có khách sạn mà đi. Với lại nhờ bác Sáu đăng ký tạm trú tạm vắng ở đây, công an họ biết dì rồi. Bây giờ dì đi rồi công an lỡ họ đưa giấy tờ bị thất lạc, bị đánh mất, bị cướp, rồi ai nhận đi? Thì con nhận, rồi con nhắn tin thì được chứ gì. Con sao con nhận được, con bận nhiều việc lắm. Bây giờ những dự án sắp tới của con nè, con phải đi nghiên cứu. Đó, con phải đầu tư, đâu có thời gian đâu. À, không ấy nhờ bác Sáu ha. Ôi, tao không có quẩn lo mấy cái vụ này mày. Không có ưa. Ở đây ngày nào là chịu không có nổi ngày đó. Nhìn mặt ông già này nè, thấy ghét. Đó, tôi mới nói có chút xíu thôi là áp lực bà đã chịu không nổi rồi. À, trong khi đó bà cứ nghĩ đi, mười mốt ngàn bà ép nó lấy con Liễu đó ngàn về, rồi bắt đầu ngày nào nó cũng nhảm, ngày nào nó cũng nhảm, thì áp lực ở trên đầu này thằng này chịu nổi không hả? Già hai thứ tóc rồi, ăn mặc thì sặc sỡ, lúc nào đi ra đường trâu bò nó cũng rình mò nó dí. Ăn mặc sáng sủa như vậy sao không mở cái gì đó, bỏ cái gì đó, nhét cái gì đó vô trong não ấy, cho đầu óc nó sáng một chút. Mụ mị dữ hả? Nè! Thôi mà dì. Hạnh à, bộ dạ. Đau lưng lắm hả con? Má, thôi ngồi xuống đây đi, để má bóp chút cho đỡ đau. Ngồi xuống đi con. Dạ thôi, để con đi tới đi lui chút xíu rồi con vô ngủ. Chà, từ lúc nào mà cô không còn nhõng nhẽo với tôi nữa hả? Tôi lại thích cái tánh nhõng nhẽo của cô. Lại đây, đừng có cãi lời má. Lại má. Đây. Sao? Má, thiệt á, là kể từ khi con làm dâu, con mới biết là má cực khổ với con như thế nào. Hồi đó ở đây á, cái gì má cũng làm cho con, cái gì má cũng chiều con hết trơn á. Con qua bệnh, tí chồng con bắt con làm cái này cái kia, nên con mới biết má cực với con nhiều như vậy. Má nói cho con nghe, tại vì nào giờ có mình con à, má cưng chiều con, không có cho làm gì động ngón tay. Con làm chút vậy con mệt. Nhưng mà má nói cho con nghe nè, ở bên chồng á thì mình làm cho chồng cho con mình chứ cho ai, hiểu chưa? Thôi ráng làm, không có gì hết. Má. Hả? Mai mốt á, con sao? Mà sanh xong á, má cho con phụ má làm công việc nhà nha. Thôi đi cô ơi, cô sanh xong là cô bị bắt về bên chồng rồi, cô không ở đây mà phụ tôi đâu ha. Bên chồng nào mà về, tí của anh Phúc á, từ con luôn rồi. Má nói nghe nè, thôi đừng có buồn. Tại vì tí anh Phúc á,
Ông giận thì ông nói vậy thôi, chứ mai mốt bay sanh ra ông thấy mặt cháu nội là ông cưng à. Cho dù giận chính xe 10 vàng ông cũng bỏ qua, cũng sẽ ẵm cục cưng này về à, hiểu không? Dạ. Sẽ hết giận hờn à, đừng có lo ha. Má nhắc anh Phúc con thấy nhớ ảnh gì đâu. Mấy lần con mà than đau nhất một cái hả, là ảnh lăn xăng chạy đi đấm chân cho con, nấu nước để cho con ngâm chân. Tới lúc con ngủ thì thôi. Giờ tự nhiên vợ chồng mỗi đứa ở một nơi. Thôi mà giờ con không biết ảnh nên bển ảnh nên làm gì nữa. Thôi đừng buồn đừng buồn, kệ nó đi. Vài bữa quê hết trơn à, không có sao đâu con. Tự nhiên bay nhớ đến cái thằng nhát cấy ra làm cái gì hả? Nó không đáng mặt là đàn ông. Trong khi đó bay là bụng mang dạ chữa, rồi bắt bay làm việc tối ngày, rồi tía hành hạ bay, rồi nó không đứng ra bảo vệ bay cái gì hết trơn á trời. Đàn ông không phải là nó. Ông nói cái gì vậy? Con nó đang buồn mà không an ủi nó, nói gì kỳ cục vậy? Tôi nói sai sao hả? Tôi nói không đúng hay sao? Đâu phải là người thân của nó đâu mà tía con nó sốt. Thôi được rồi đừng có nói nữa, kỳ cục. Thôi con buồn ngủ rồi, con vô con ngủ. Rồi thôi vô ngủ. Không biết ông có phải là tía nó không nữa. Con gái mình nó đau khổ như vậy rồi, ông có thêm dầu vô lửa không à? Ông an ủi nó không được sao hả? Tánh ông sao kỳ cục vậy? Tánh của tôi là vậy đó, không thích là tôi nói thẳng ra, nghe không? Tôi mà không nghĩ tới nó đó nghe, là tôi để cho nó ở bên bển cho tới ngày nó sanh đẻ rồi nó tiếp tục nó làm gì cho cái gia đình của cha năm toàn. Nói gì mà nặng nề dữ vậy trời. Dù sao anh xui với ông á, hồi xưa cũng là bạn bè ở lối xóm, không còn tình cũng còn nghĩa chứ ông. Mỗi người nhịn chút cho con cái nó vui vẻ, bây giờ con cái mỗi đứa một nơi chắc vui lắm mà. Vui chứ. Nếu mà kéo dài tình trạng này, vợ ở nơi, chồng ở ngã, rồi mai mốt cháu ông sanh ra đời á, ai là cha để dạy dỗ nó là ai hả? Bà khỏi phải lo. Mất chồng thì còn cha, mất cha thì còn chú. Nhà của mình không có thiếu đàn ông. Có ai đời đâu mà có con gái có chồng, mà bây giờ ông dạy nó cái kiểu là sanh đẻ là tự mình nuôi. Có ai dạy vậy không? Cứ có chồng mà như không chồng là sao? Bởi tôi nói cái tánh của bà đó, bà nói chuyện riết rồi người ta leo lên đầu mình, ta ngồi luôn đó. Cha năm toán chúng qua đây từ đầu rồi, chả bỉ mặt tôi. Rồi bây giờ bà biểu tôi phải hạ mình, năn nỉ chả là sao, tôi làm không có được. Bây giờ bà thử coi, nếu bà là tôi thì bà nghĩ như thế nào? Rồi mai mốt đi, làm sao tôi dám ra ngoài đường, tôi dám nhìn mặt ai, tôi dám nhìn mặt ai trong áp này nữa? Bà trả lời cho tôi biết đi. Cái tánh tôi khác ông ha, tôi nhẫn nhịn, tôi chịu hạ mình xin lỗi, miễn con cái tôi vui vẻ hạnh phúc tôi làm được hết á, chứ không phải như ông cố chấp quá. Bộ bà tưởng tôi không thương nó sao? Nó cũng là con của tôi mà. Ô, ôi trời ơi, sao mặt mày buồn hiu thế? Chuyện gì vậy? Hả? Tối hôm qua tức ngủ không được, tại vì á ông Sáu Bảnh á làm cho Thu tức cành hông luôn vậy đó. Trời ơi, lại cha già ó đâm đó nữa phải không? Bây giờ nè, làm cho Thu giận cái gì? Thu nói đi, anh qua lấy lại sự công bằng cho Thu. Thì là Thu thấy là cái chuyện tình của con Liễu với thằng Nam đó, hai đứa nó chia tay thì thấy là tiếc quá. Bởi vì đó là một cái chuyện tình đẹp, hai đứa xứng đôi vừa lứa, cho nên nó Thu á là mới khuyên can với lại thằng Nam, nói thằng Nam hồi tâm chuyển ý lại đi, nói lại tình xưa với con Liễu. Chuyện chưa ra cái gì hết á, ông Sáu Bảnh đã nhảy vô cản địa, làm tức muốn chết. Thành ra cái thằng Nam á, nó nghe ông Sáu Bảnh nói như vậy, nó càng thêm vững lòng. Chị thấy không? Con Liễu nhà anh Năm nữa ha, càng lanh lẹ, thông minh, lại là thời trang xinh đẹp nữa. Lấy nó là không có sợ, không có giống tốt. Không có đâu chị ơi, chả nham hiểm lắm. Chả đâu bao giờ để mất miếng thịt bò Mỹ đem về đâu. Cho nên chả bàn ra cái chuyện của con Liễu với thằng Nam, để đẩy con gái chả vô chả hưởng, chị hiểu không? Cho nên là Thu à, em đừng có nhục chí, cứ yên tâm đi, mưa dầm thấm đất y chang kế hoạch mà làm, phải không? Không có ngại gì hết. Không có gì mà phải sợ anh chả đâu. Sợ cái mỏ của anh chả đấy ha. Cái mỏ của anh chả chửi còn hay hơn hát nữa, nó móc nó méo còn hơn điêu thuyền nữa. Chị đừng có nói vậy chị Tám, nói vậy Thu lo lắng nữa, bất công nè. Thu à, bây giờ nè, em cứ làm theo những gì em thấy đúng thì em làm đi, phải không? Đừng có lo, đừng ngại gì hết. Nếu có chuyện gì còn anh nữa nè, anh chấp hết. Thu. Bây giờ như thế nè, Thu nhìn coi ha, đẹp không? Được. Đây nè,
Giờ Thu muốn đi đâu, thích chỗ nào anh sẽ đưa Thu đi tới đó. Đi dạo trên sông đi. Trên sông nghe. Nhưng mà đi dạo trên sông mình đi bằng cái gì? Bằng ghe. Bây giờ này Thu thích là ghe chèo tay hay ghe máy. Thôi chèo đi, chèo cho nó tình cảm, chèo mới thấy được cái sức lao động của anh ha. Để anh chèo, bây giờ thích đi đâu đưa đi đó nè. Đi ghe, ghe, ghe chèo ha. Anh nói chuyện nghe hay quá. Từ ngày mà Thu về ở đây đó hả, ở cái xứ này á, chỉ thấy mình anh á là nói chuyện được lịch sự, đối xử với phụ nữ đàng hoàng tử tế, biết ga lăng. Chứ bữa giờ toàn nghe những cái câu cọc cằn, chanh chua của ông Sáu Bảnh không hả? Nghe mà muốn mệt cái lỗ tai vậy đó. Thằng đó nó đâu có học hành. Ôi, ổn mười mấy chứ. Nó thèm nó bớt, cái thằng này nó thèm nó bớt. Hôm nay có người... Nè, tao nói cho mày nghe. Thôi, đừng có dùng cái chiêu đó để cua gái. Bây giờ già rồi nha. Mày muốn gì? Hồi xuân á. Đi cua gái hồi xuân á. Trời ơi, đi dành đồ này nọ làm thế gớm. Anh sẽ chèo thuyền đưa em đi đồ. Thôi thôi, để tôi đi về. Nói chuyện với hai người mệt quá. Chinh đi. Cái gì vậy mày? Con ngó gì chuyện của người ta. Còn sức quá ha. À, coi sức mày chịu được nhiêu lâu. Phúc. Dạ. Chị có mua quá trời đồ ăn nè cho chú Năm á. Lát nữa em với thằng Út mà có ăn á thì hai đứa cứ ăn đi nha. Giờ chị vô rửa mặt, nóng quá. Dạ. Ê, cảm ơn chị. Ồ. Ôi, cái này mà bà bầu ăn tốt lắm à. Mua nhiều quá ai ăn cho hết. Bây giờ mình lấy tí xíu đâu có sao đâu. Được á. Tí ơi, tí coi nhà con đi công chuyện chút nghe té. Hô. Hây chà. Thằng này biểu coi nhà, cái nó kêu tôi lên coi nhà. Quỷ thiệt tình đó, không biết đi đâu á. Chú Năm. Ừ. Chú Năm, chú Năm. Con mua quá trời đồ ăn cho chú Năm luôn á. Có vịt nữa nè. Ủa? Gì? Ủa? Cái bịch vịt con mua đâu mất tiêu rồi. Con mua quá trời trái cây, rồi vịt nữa. Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Lúc nãy rõ ràng á là con mua vịt với lại trái cây con để đây nè. Con kêu Phúc á là đem cho chú Năm ăn, mà sao giờ nó dẹp hết đồ của con rồi. Con Phúc hả? Dạ. Rồi xong rồi. Thánh sao thần chú? Rồi xong rồi. Rồi hen, tao biết rồi hen. Thứ này trà đồ nhôm đem cho gái nè, chôm đồ nhà để cho gái ăn nè. Quỷ trời đánh này hèn chi lần đi kêu tôi coi nhà. Giờ biết tại tao. Trời ơi, anh làm gì mà mua nhiều quá trời luôn vậy? Ừ, thì cho em ăn nhiều vô. Cho con mình nó khỏe. Dạ, ăn trái cam thôi. Anh lột cho vợ. Nhìn ngon hả vợ? Dạ. Trổ nhanh lên coi, lột gì mà lâu quá. Con nó thèm mày nè. Tí làm gì mà lâu quá. Từ từ, còn lột mấy cái chỉ nữa. Mệt quá, để em lột cho nhanh. Vậy lột cái này ngon không? Ngon quá. Ngon thiệt á. Trời ơi, không ngờ anh lựa được mấy trái này ngon quá vợ. Đã thiệt, đã thiệt. Ngon không con? Ngon không con trai? Em ăn nhiều nhiều đi em. Ăn đi mà. Trời ơi, ríu rít như là đôi chim non vậy á. Thấy thương quá chừng luôn vậy á. Đúng là ta nói tuổi trẻ ha, hạnh phúc ghê. Trời, nhìn cái mỏ nó kìa, nó cứ chim 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 chim. Ông gì? Trời ơi, ông thấy tụi nó không? Thấy mấy đứa nhỏ không? Trời ơi, nó nói chuyện ríu rít, nó hạnh phúc thấy thương gì đâu á. Mà từ hồi con Hạnh nó về tới giờ nha, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy nó vui vẻ vậy đó ông. Thôi bây giờ nha,
xí xóa hết chuyện cũ đi ông. Coi như là tôi xin ông đi. Tôi xuống nước tôi nói với ông là ông qua bên nhà anh Xui, ông hạ mình đi, làm quề với ảnh đi. Đó, quề cái rồi hai ông Xui cũng vui vẻ, cái rồi mấy đứa nhỏ nó cũng gần gũi với nhau, không phải cứ chạy qua chạy lợi như vậy. Với lại ngạnh nó đang bầu bì nè, tâm trạng nó vui vẻ thì nó sanh đẻ dễ dàng. Chứ mà mẹ bầu á nghe, mà buồn bực cái chuyện gì đó ảnh hưởng tới chuyện sanh nở gì lắm. Mà ông biết không? Mà phải nói ông mới biết chứ. Phụ nữ có bầu mà quạo quọ ha, thì em bé đẻ ra nó cũng không có tươi tắn, mà khó nuôi rồi khó dạy nữa. Chắc ông cũng không muốn là cháu ngoại của ông nó buồn, nó giận ông đâu ha. Nó nằm trong bụng mà nó cũng không được vui. Tại vì má nó không vui thì nó cũng không vui, ha không ha? Nó bầu hay bà bầu? Thì nó bầu, nhưng mà tôi cũng bầu rồi, tôi cũng đẻ rồi, tôi biết tôi... Lèm bèm. Bà khoái anh chả bà qua bển mà nói chuyện với anh chả đi. Tôi là không ưa rồi đó. Sao mà kỳ cục vậy trời? Nãy giờ tôi nói á, lỗ tai này cũng qua lỗ tai này rồi đi mất tiêu như nước đổ lá môn vậy trời. Tôi nói phải mà, tôi đâu nói sai đâu. Sao mà khó chịu? Sao mà cố chấp mà cứng đầu dữ vậy trời? Má, trời ơi, bây giờ má làm tới cái việc này luôn á hả má? Vậy chứ má không làm với ai làm bây giờ đây? Vợ của thằng Lộc nó đi chưa có về. Trời đất ơi, người ta đi làm giờ này là người ta về hết trơn rồi. Chắc là Xuân muốn trốn việc cho nên giờ này má không chịu về đó. Thôi má để đó đi, con làm cho. Thôi được. Thôi, rồi con, má để con làm cho. Đừng có nhắc nữa con. Đấy. Ơi, chị muốn cái gì? Đơn giản thôi, tránh xa anh Nam của tôi ra. Tại sao? Không sao hết á, anh Nam là chồng sắp cưới của tôi, cô hiểu không? Nếu như mà cô á mà còn xà quần với ảnh á, cô có chừng tôi á nha. Chị nói tôi xà quần với ảnh hả? Chị có nhìn lộn không vậy? Mà tôi cũng không hiểu sao nữa, chị có giỏi thì kêu anh Nam về bên chị đi. Cô... Tôi làm sao? Nhìn mặt tôi dễ ăn hiếp lắm hả? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có tưởng là tôi sợ cô nghe chưa. Tôi không cần biết cô là ai. Tôi cảnh cáo cô rồi đó. Chỉ cần cô mà đi với anh Nam, tôi mà thấy nữa thì cô coi chừng tôi đó. Chị tính làm gì tôi vậy? Thì tôi... Nè, cô đừng có nói chuyện với tôi mà cái giọng nhà quê đó nha. Nha. Chị nói ai nhà quê? Tôi nói cô á. Chứ chị là ai? Chị đang đứng trên mảnh đất của quê hương mình đó. Chị quên mất gốc gác rồi hả? Nếu mà chị chê ở đây nhà quê á thì chị biến đi. Chị ở đây làm gì? Cô muốn gì hả? Tôi đâu nói muốn rồi gì đâu. Em chào chị An. Chào chị. Em đi nha. Tôi nói cho cô biết, tôi cảnh cáo cô một lần nữa thôi nha. Lần này là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Đừng để cho tôi phải ra tay đó. Sợ ghê á. Cảnh cáo một lần cuối. Trời ơi. Cô Gia. Trời đất ơi. Đi đâu mà không chịu nhìn người ta vậy? Có cái chuyện đi đứng không mà, tôi thấy cô không nên thân nữa. Vậy mà đòi làm vợ, làm con dâu nhà người ta. Dàn xuống đi, dàn xuống. Đúng là quan. Chắc là mấy đứa làm bên xử mỹ nghệ hay qua quán này uống nước giờ này không? Chắc chắn nó sắp ra rồi. Lần nào nó đi làm về cũng ghé đây uống nước xong rồi nó mới về. Sao lâu quá vậy? Cô cứ yên tâm đi, nghề này là nghề của tôi. Cô cứ yên tâm đi, không có gì hết á. Kìa, tụi nó tới rồi kìa. Lẹ đi mọi người. Thiệt chứ, tôi nói mà. Mình ngồi đi. Ê, như cũ nha. Tôi uống nước cam nha. Tôi uống nước cam. Chị ơi, cho em hai ly cam, hai ly dâu. Dạ. Ủa, mấy em làm bên xưởng mỹ nghệ bên kia hả? Dạ, đúng rồi chị. Dạ. Làm bên đó lương cao không? Tụi em làm được có 2 triệu một tháng hả chị? Cái gì? 2 triệu?
Dạ. Thời buổi bây giờ lương thấp quá như vậy sao mà sống đủ? Biết là thấp rồi chị, nhưng mà có còn hơn không á. Trời ơi, đúng là bóc lột sức lao động của công nhân quá trời luôn á. Nè nè nè, cháu cô á nha, làm ở bên kia á, xưởng bên kia xong kìa. Trời ơi, mới vô làm mà hơn 4 triệu một tháng. Wow, vậy? Thiệt chứ sao không thiệt. Trời ơi, cháu cô đi làm bên đó á, được á, chủ thương lắm á nha. Công việc nhẹ mà lương cao, chứ không phải như mấy đứa đâu. Làm xưởng mỹ nghệ gì mà bèo ơi là bèo. Ờ, bèo quá ha. Ờ, mấy đứa thấy cái cô ngồi bên kia không? Đó, vừa đẹp vừa sang phải không? Đẹp quá. Cô đó là chủ của xưởng đan giỏ bằng lục bình ở bên kia sông đó. Trời ơi, chị nhìn sang đi. Ủa, sao bà biết cái chị đó là chủ xưởng bên kia? Sao không biết? Nhỏ cháu tôi đi làm bên đó đó, tôi đem đồ ăn qua cho nó, cháu tôi nó chỉ, nó nói gì cô này là chủ của con đó, nhìn dễ thương mà lại hiền lành nữa, rất là thương người. Để tôi qua tôi nói chuyện, cô uống nước đợi tôi một chút nha. Trời đất ơi, làm nước lâu quá vậy, đem nước ra cho khách kìa. Dạ, ra liền, ra liền. Nhanh nhanh ra đi. Tụi con ngồi đây, dạ. Để cô chút xíu nha. Dạ, cho em gọi nước, có nước rồi. Chào em. Chị thấy em quen quen à, em có phải là chủ của xưởng lục bình ở bên kia sông không? À, chào chị. Nhưng mà sao chị biết tôi là chủ của xưởng lục bình bên kia? À, chị biết về em á là qua đứa cháu nó làm ở bển đó. Ồ, vậy hả? Ừ, nó khen em dễ sợ luôn, nó nói em vừa hiền vừa tốt bụng mà làm ở đó ha, công việc nhẹ mà lương cao nữa. Trời ơi, nó thích lắm nghe, nó về nó nói chị hoài à, khen em miết hà. Đụng tới Thúy Liễu này á thì người đó sẽ nhận trái đắng thôi. Bây giờ mấy người sao, có tăng lương cho tụi tôi hay không? Đúng rồi, tăng lương không vậy? Mấy người đó bóc lột sức lao động, dắt kiệt sức lao động của tụi tôi rồi để như vậy hoài, đúng không bà con? Đúng rồi. Tăng lương đi, tăng lương đi. Mọi người ơi, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Sao vậy? Mọi người cứ giữ trật tự trước cái đã. Trật tự cái gì? Bây giờ tăng lương đi. Thực ra không phải là chúng tôi không muốn tăng lương, nhưng mà tăng lương thì cũng phải tùy hoàn cảnh, chứ đâu phải muốn tăng là tăng ngay được đâu anh. Hoàn cảnh cái gì? Tăng lương là tăng lương thôi, mấy chỗ làm khác người ta cũng tăng lương cho công nhân đó, ở đây không chịu tăng lương là tụi tôi bỏ việc đó nha. Đúng rồi đó. Tôi á với mọi người ở đây á phải chịu đựng rất là lâu rồi, bây giờ anh chị còn kêu xem xét lại, làm được á thì tụi tôi làm, còn không được á thì tụi tôi nghỉ, đúng không bà con? Nè mọi người nghe tôi nói nè, trời, mấy cái thông tin mà ở phía ngoài á tăng lương gấp đôi gấp ba đâu có ai kiểm chứng đâu, sao mọi người biết đó là thiệt? Bây giờ mọi người cứ yên tâm nghe lời tụi tôi đi, cứ làm việc bình thường, thông tin này tụi tôi sẽ đi kiểm chứng nha. Trời ơi, kiểm chứng hoài sao được? Mọi người làm ở xưởng cũng đã lâu rồi, đã quen với công việc, cũng đã hiểu nhau, ngoài chuyện vật chất và lương bổng cũng đã có tình cảm với nhau nữa. An chỉ mong mọi người vì tình nghĩa mà làm tiếp. Những chỗ khác á, người ta đã tăng lương gấp 2, gấp 3 lần rồi, mà tại sao các bạn không đi chỗ khác làm, cứ phải trụ chỗ này, trong khi chỗ này không hề lên lương cho các bạn. Và một điều nữa là bây giờ mình phải đặt cái quyền lợi của mình, bất kể trong trường hợp nào, các bạn cũng phải đặt quyền lợi của mình lên trên hết. Chủ người ta nói cái gì kệ người ta, cứ xoáy vô vấn đề tăng lương thôi. Nếu không tăng lương các bạn đồng loạt nghỉ hết. Thôi đừng có nói dài dòng, bây giờ tăng lương không? Không tăng là tụi tôi đi về đó, tụi tôi không làm nữa đâu. Mọi người đừng có nôn nóng, bình tĩnh đi rồi từ từ sẽ giải quyết mà. Được rồi mọi người, sắp tới sản phẩm sẽ bán giá cao, với lại được số lượng nhiều, An chắc chắn là sẽ tăng lương cho mọi người. Còn thời gian này chúng ta cần phải bình ổn giá để mà tiếp cận với thị trường, cho nên là dù thế nào An cũng mong mọi người hãy cố gắng giúp đỡ An, ở lại làm với An. Tại vì dù sao thì An cũng đã cố gắng tạo điều kiện cho mọi người hưởng phúc lợi tốt nhất rồi mà. Rồi vậy thì bây giờ tụi tôi sống bằng gì? Tiền lương không tăng rồi sao mà sống, phải không bà con? Đúng rồi đó. Giải quyết đi chứ. Thôi mọi người cứ trật tự đi, trật tự đi. Đây, trong đây còn rất nhiều đơn hàng đang phải chờ, mọi người không thể bỏ ngang như vậy được. Đây nè, anh coi đi. Tôi không biết cái chuyện đó là chuyện của công ty, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải cùng nhau cố gắng để giải quyết hết tất cả những đơn hàng còn lại. Mọi người bỏ như vậy đi là sao? Rồi giờ không có lên tiền lương, tụi tôi làm sao mà sống? Thì chúng ta phải chốt hết đơn hàng, xong rồi mới có tiền lương chứ, rồi mới giải quyết được phúc lợi cho mọi người. Thôi không có nói gì nữa, không tăng lương thì tụi tôi nghỉ. Đi về bà con, về, về. Nè, đừng có về mà. Không có nói gì hết, về. Nghe tôi nói đây nè. Mọi người quay lại đi, bỏ về hết rồi ai làm? Mẹ
Bây giờ bay tính sao? Tía, không biết sao tự nhiên bây giờ ai cũng đòi tăng lương hết. Mà tụi con giải thích cỡ nào cũng không nghe, cũng không tin hết trơn á tía. Tía biết không, đòi tăng lương rồi bỏ về ngang hông hết luôn. Con á, thực sự bây giờ là con rất sợ. Bởi vì đơn hàng của mình nhiều mà không có nhân công thì tiến độ mình giao không có kịp. Rồi cái quan trọng nhất là mình mất uy tín với khách. Sau này không biết là mình làm ăn với ai được nữa. Họ bỏ việc ngang luôn hả? Dạ, vậy mới ghê đó tía. Con thấy rất làm lạ. Người dân của mình rồi bà con của mình rất là chân chất và tôn trọng sức lao động của họ. Họ làm nghề cũng bằng cái tâm nữa. Tự dưng bữa nay không hiểu sao lần này họ lại hành động như vậy. Bà Sáu, hay là đằng sau cái chuyện này có người vượt dây? Dạ, thưa tía, con mới qua. Anh hai. Dạ, đi ngang thấy người ta bán mấy con cua này ngon quá, mua biếu tía ăn lấy thảo nè. Cảm ơn con. Ủa Nam, nãy em mới vô nghe ai nói giật dây giật đồ gì hả? Thì cái chuyện ở xưởng á mà. Nhân công bây giờ là muốn tăng lương à, rồi muốn bỏ ngang, không có chịu làm. Chuyện này á, không hiểu sao chắc chắn là có người đứng sau lưng vụ này. Không thể nào xảy ra chuyện như vậy được. Anh cũng có nghe Xuân nói, anh cũng nghĩ giống như chú vậy đó. Con thấy anh Lộc quen biết nhiều người, hay đi đây đi đó. Không mấy bây giờ anh theo dõi vụ này, tìm ra cái nguồn tin mà ở đâu ra mà tăng lương cho nhân công gấp đôi như vậy. Được rồi, vụ này cứ để anh lo cho. Vậy anh hai lo chuyện này giúp em nha. Không biết cái tụi thân nhân ác đức nào mà nó làm cái chuyện này thiệt tình. Bởi vậy tôi mới nói nha. Cãi lời bày đặt ở xưởng này xưởng nọ anh chi ha? Để giờ cán đá không nổi ha, rồi giờ ôm cho cả đống vậy ha. Đó rồi chẳng những đổ nợ nữa. Bởi vậy con thấy kỳ này á, cho Xuân hết lên mặt với con đi má. Từ ngày con thấy Xuân đi làm á, mỗi lần mà nhìn con á, ánh mắt khinh bỉ lắm á. Vậy đó rồi con yên tâm đi, kỳ này nó hết cái chảnh với con nữa hà. Bởi ông bà xưa thường hay nói có cái câu gì nè, lên voi xuống chó mấy hồi, tiệt là đúng quá chứ còn gì nữa. Còn nhớ hôm qua còn làm ăn gì vậy mà hôm nay vắng que vắng quắt, tại vì đâu có ai làm đâu má. Trời nói vậy đó con ơi, ta nói là con chào nội, con đi học mới về. Con vàng của nội đi học mới về hả? Dạ. Thưa má con mới về. Thưa má mới về. Bây giờ con vô con cất cái cặp đi ha, rồi con thay đồ đi ha, chút nữa mình ăn cơm ha. Dạ. Hung nội cái coi. Giỏi quá, vô đi con. Dạ. Nè, bộ thấy nhà người ta gặp chuyện cái vui lắm hả? Sống có đức á, mặc sức mà ăn nha. Sống không có đức á, ăn cho hết. Ở đây mọi người chỉ nói sự thật, chứ có phải là có đức hay là không đức ăn cái gì đâu. Là ăn cái gì đâu, phải không? Nè, tôi nói cho mà biết nè. Con An nó còn trẻ, nó còn nhỏ dại, nó không có đủ khả năng để kinh doanh đâu. Trời ơi, má không hiểu tía con á, nghĩ cái gì mà để cho nó cán đáng luôn cả một cái xưởng như vậy. Con cũng vậy, con có đâu có giỏi giang gì đâu mà làm ăn lớn. Ngay cả ông Sáu Bảnh cũng vậy nữa. Má nói vậy sao được. Chuyện lần này chỉ là sự cố thôi, chứ xưa giờ công việc kinh doanh vẫn ổn định bình thường mà. Má nuôi cũng thật lòng góp ý thôi mà. Với lại em thấy cũng đúng, ở bên nhà đó có ai biết làm ăn kinh doanh gì đâu mà cũng dám làm, gan thiệt á. Đúng không má? Phải má. Rồi tôi với gia đình tôi không có giỏi giang giống như ai, nhưng mà ít nhất tụi tôi không có ba qua khoác lác giống như ai. Chứ có người hả, cái miệng giỏi chê bai người ta lắm, nhưng mà cái mình á không có làm được ra cái gì hết á mày đặt. Nhiều khi làm thử đi còn tệ hơn người ta đó, ở đó mà chê. Cô nói ai? Cô nói ai vậy? Cô nói ai? Cô nói thẳng luôn đi. Thay mặt thay lời muốn nói là nói thẳng cô. Mày nói ai? Nói ai ba hoa? Mày nói ai ba hoa? Con có nói má. Con nói thẳng nhưng mà con không có nói má. Người ta góp ý không nghe thôi, bày đặt trả treo nữa. Bởi vậy cho nên làm ăn không khá nổi là phải lắm rồi.
Má, vợ con có nói gì sai đâu, mà trước mắt là con thấy má sai nè. Nhà bên nhà vợ con gặp sự cố, má không qua hỏi thăm này nọ, má còn ngồi đây má chê bai, má xóc xỉa này kia là con thấy không được rồi đó. Mày, mày còn chửi xéo tao nữa hả Lộc hả? Thiệt là quá đáng mà. Đi vô con, đừng có thèm nói chuyện với hai chồng nó nữa con. Đi. Nói có chút xíu à, là nói xéo, nói này nói kia. Thiệt suốt ngày cứ tin cái con nhỏ đó. Hồi nãy giờ nhìn lắm luôn á. Chờ nó mở miệng ra nó nói cái câu là xuống dắt nước cam cho nó hả? Lại em xô nó xuống lầy cho nó uống nước sình luôn á. Thôi đời em, anh cũng muốn dắt nó lắm rồi đó. Dắt cái gì? Ê, tôi nghe nói cái xưởng của cô An đang làm ăn ngon lành mà bị người ta phá hoại đúng không? Thì bởi tự nhiên xưởng ta đang làm ăn ngon lành, rồi cái thông tin đồn nhảm gì đó, bây giờ nhân công người ta đình công đòi hỏi đủ thứ đó, cho nên bây giờ tôi mới nhờ hai ông nè điều tra giùm tôi coi ai xúi giục họ làm mấy cái chuyện đó. Mà không biết ai không? Không biết mới hỏi. Biết thì người ta xử rồi. Ừ, nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ là cái xưởng nhà ổng là có người ganh ghét rồi mới hại thôi. Chứ còn tôi thấy là cái xưởng nhà vợ ổng á là lâu nay là trả lương bổng rất là tốt luôn. Ủa mà trả lương bổng đàng hoàng thì mắc mớ gì người ta phá làm chi? Thì bởi vậy ai biết đâu mới nhờ hai người điều tra giùm tôi nè. Vợ của tôi không có nghi ngờ ai không? Không biết luôn á. Ôi làm ăn gì không biết con mẹ gì hết, làm ăn gì trời. Trời ơi thì không biết mới nhờ hai ông điều tra. Bây giờ hai ông ráng điều tra giùm tôi đi ha. Điều tra ra được cái người nào mà xúi giục á, tôi sẽ đãi mấy ông một chầu hoành tráng lệ luôn. Tôi nghĩ là bây giờ tôi với ông bắt đầu đi điều tra đi. Chứ nó hứa rồi đó, nó hứa là nó chiêu đãi là nó làm đó. Mà phải cho có thời gian nha. Rồi có thời gian. Một tháng hoặc một năm hoặc hai năm cũng chừng. Rồi xưởng bán luôn hay chi? Lâu trời, trời. Vậy ông cho thời gian, mắc mới gì bữa nay ông kêu, ngày mai có liền, ông nội kiếm đâu ra? Thì ít nhất một tuần hay nửa tháng thôi chứ gì một năm dữ vậy. Thì thôi chứ ráng điều tra giùm tôi đi nha. Thả anh nói đi. Tôi đãi chỗ này. Trời ơi, bữa nay làm gì đá dữ vậy? Thấy tía qua rồi vui nên đá dữ vậy hả? Tới đây, tới đây. À dạ. Để đây nè. Rồi. Em từ từ thôi nghe. Rồi. Coi nước nó có vừa độ ấm không đó. Chồng của em làm á là số 1 rồi. Em mà chịu cực á, em ngâm vậy hoài nè thì em sẽ ngủ ngon lắm. Tiếc. Hai đứa tụi con sến bà cố luôn á. Trời đất ơi, đã nói với ông mà đứng ngoài nhìn được rồi. Vô đây làm chi phá không gian của tụi nó. Kệ tụi nó đi, nó lãng mạn. Thấy thương quá à. Hai vợ chồng mà không được ở gần nhau giống như là ngu lan chức nữ vậy á. Bà cũng biết là tôi có cấm cản gì đâu. Tôi cũng tính làm quà anh trả rồi. Nhưng trả mà, anh trả gì? Nhưng mà không, anh xui á. Nhưng tôi vừa mới mở điện ra cái là anh xôn cái là tôi hết nói luôn. Ông cũng kỳ nữa thì kệ, ảnh giận ảnh nói gì ảnh nói. Ảnh nói mà ông không để ý thì thôi, hoặc là ông nhường ổng đi có làm sao đâu. Trời ơi, tôi kềm chế dữ lắm rồi đó bà. Tôi nhường nhịn ổng dữ lắm rồi đó bà ha. Bây giờ vậy ha. Bây giờ con về bển là con dọn đồ qua đây con ở luôn đi. Dẫu sao thì vợ con nó cũng sắp sanh rồi ha. Có con là chồng của nó, con ở bên cạnh nó, con săn sóc cho nó. Vậy là tía má con yên tâm rồi ha. Dạ, thưa tía, thưa má, lúc mà vợ con sanh á, chắc chắn con sẽ ở bên cạnh. Đúng rồi. Dạ, mà cái điều quan trọng nhất bây giờ á là phải tìm cách để hóa giải cho hai bên gia đình. Con của con nó sắp chào đời rồi, con muốn nó có được tình thương trọn vẹn của hai bên gia đình luôn á tía má. Mấy nhỏ khổ thương ghê không? Cũng tại ông hết trơn. Tại tôi sao? Dạ, thôi xong rồi anh về nghe vợ. Dạ thưa tía má, con về. Để đó má dẹp. Rồi con muốn về con về đi. Để đó. Dạ. Thưa tía con về, thưa má con về. Vợ dạ, con về nghe. Vợ nhớ ăn uống nghe. Thiệt tội nghiệp hết sức luôn vậy đó. Em nghe nói vừa rồi á, ở bên xưởng con An công nhân gây rối dữ lắm phải không anh? Anh xúi tụi nó đòi tăng lương, không tăng lương thì nghỉ việc. Nhưng mà có một số người nghi ngờ rồi, bây giờ ở bên đó rối lắm. Cái này á là do anh ghét ông Sáu Bảnh anh làm vậy, hay là do anh nhận tiền của con Kiều? Một công hai việc. Cha Sáu Bảnh này chả chuyên môn phá hỏng chuyện làm ăn của mình. Ngoài cái chuyện mà chả kêu công an tới truy quét cái quán của bà Tám Liệu, chả còn báo công an cái chuyện mà mình bán khẩu trang giả với lại cái nước rửa tay giả, cho nên bị công an phạt tiền mình. Mấy chuyện đó không bao giờ anh quên. Có dịp hả, anh sẽ trả thù. Anh sẽ hại gia đình cha Sáu Bảnh này tan nát luôn anh mới chịu.
Vậy là gia đình của ông cha Sáu Bảnh bị quả báo đúng không anh? Ừ. Em còn tiền đó không? Đưa anh chút để xài coi. Tiền em có đâu mà suốt ngày anh cứ đào riết vậy? Trời ơi, bây giờ kẹt quá, mới mượn em chút để xài thôi. Em đi qua bà Tấm Điệu đó, mượn bà chút đỉnh, không thôi kiếm chát chút đi cũng dễ mà. Trời ơi, cái quán của bà hả? Ế nhệ luôn, tiền đâu mà ra? Với lại lúc nào bà cũng kè kè ở bên cạnh em hết, làm sao mà em có thể dòm ngó cái tủ đựng tiền của bà được? Em nhanh tay lẹ mắt vậy mà không lẽ không kiếm tiền bên bà Tấm Điệu được? Anh đang cần tiền mà, xoay sở giùm anh đi. Những chỗ mà em có thể mượn được là em đã vay mượn cho anh hết rồi, bây giờ em còn biết tìm mượn ở đâu nữa? Em thông minh lắm mà, cố gắng nghĩ cách giùm anh đi. Bây giờ em ngu rồi. Trời ơi, bây giờ cấp bách lắm rồi. Bây giờ đưa anh. Anh còn như đây cũng được. Còn nhiêu đó em sống tới cuối tháng nữa. Em qua bà Tấm Điệu kiếm tiền đi. Anh đi á, anh đánh kia này anh ăn, anh về trả gấp đôi cho em. Mà nè, anh lấy hết tiền rồi, tiền đâu em trả tiền nước? Đúng là cái đồ lưu manh mà. Điện thoại kìa bà Thu ơi. Ơi, ra liền. Alo. Rồi, chuẩn bị xong xuôi hết rồi, qua nha. Ủa vậy hả anh? Rồi rồi, tôi qua liền, tôi qua liền. Anh nào vậy trời? Nghe qua liền. Chắc là gần đây. Gần đây mới nói chữ qua liền chứ. Ủa té. Ừ. Té. Gì? Ai tới nhà mà tía chuẩn bị lên đình như vậy? Lên đình kệ tôi bí mật. Ai điện cho bà mà bà hí hay hửng rồi vô xách đồ rồi thì nọ chạy vậy? Hỏi chi vậy? Mới về ha, mà giờ có bạn bè rồi này nọ rủ rê ha, coi chừng bị lừa đó ngang. Oh my god, nè anh xích, anh nhìn thử tôi coi. Mặc dù là anh thấy tôi trẻ trung đẹp đẽ, hồn nhiên nhí nhảnh yêu đời, nhưng mà tôi đâu có ngu. Tôi đâu phải là con nít hay là con gái đâu mà bị dụ. Thì dặn trước vậy thôi, chứ mời mốt mà có chuyện gì đừng có hả họng kêu tôi nha. Nè, chống lồi con mắt ra luôn đi, cũng không có ngày đó đâu nha. Bye. Bí mật thiệt hả? Bí mật chứ. Thu, mời Thu ngồi. Oh my god, anh chuẩn bị chu đáo quá vậy. Trời ơi, đầy đủ hết rồi đó. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ dạ, dạ chào dì Thu. Hai. Dạ con xin phép con ra ngoài một chút. Dạ. Ok. Tí con ra ngoài nha. Anh Lâm nè, anh với lại Thu á, giống như là có thần giao cách cảm vậy đó. Đang nằm ở nhà, buồn ơi là buồn vậy đó, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại của anh á là thấy có niềm vui liền hả? Vậy hả? Ủa mà muốn gì nói nghe coi. Ôi, ở bên nhà ông Sáu Bảnh đó, bây giờ người nào người nấy mặt mày u sầu ủ sâu, nhìn thấy buồn lắm. Hai. Hai. Mới qua chơi hả? Yeah. Có ai bị gì hả? Không có ai bị gì hết á, mà cả gia đình bị luôn đó. Là như vậy nè, là cái xưởng mỹ nghệ của Út An á, công nhân á, họ đòi đình công gì đó, họ biểu là phải tăng lương gấp đôi gấp ba gì đó họ mới làm, còn không thì thôi họ nghỉ họ không làm đó. Vậy là bây giờ hàng thì cứ về, mà gia đình á đâu có người đâu, đâu có ai chịu làm, cho nên á ai cũng buồn lo hết á. Còn An mấy bữa nay ăn không được mà ngủ cũng không được luôn, bởi vậy ai cũng rầu, nhìn thấy nản lắm kìa. Thiệt vậy luôn á hả dì Thu? Ôi, sao tội nghiệp quá vậy. Công nhận kế hoạch lại thành công ngoài mong đợi như vậy, nhưng tốt nhất cô nên dẹp xưởng luôn đi Thùy An. Thôi, bây giờ vậy nè, cái chuyện ai á, người nấy tự lo. Mình lo ở đây đi ha. Okay. Bây giờ vậy nè, mình ăn uống cái mình hát karaoke. Yeah. À. Thôi, con không làm phiền hai người đâu,
Chúc hai người ăn uống hát karaoke vui vẻ nha. Bye. Bye bye. Mình vô đi. Ủa cha nữa. Họ không có cái nào nhục bằng bị thằng con mình nó bán đứng mà. Cái mai cả ngàn tỷ của người ta mà đem mày, mà đem mày cúng cho người ta sáu bảnh không? Ăn ngon tối ngày không? Mày tôn thờ bên đó hoài không? Ha? Mày đứng lại làm chi vậy? Đi tiếp đây. Con đứng buồn đó tiếp. Tôn thờ chả. Bà tôi nói thiệt nghe bà. Bà có sống khôn thác thiên, bà về bà bẻ hỏng nó giùm tôi. Cây mai của người ta mà đem cả ngàn tỷ của người ta. Ngàn tỷ là hơi quá chứ không phải mấy trăm triệu của người ta. Mà đem mình ra mày cúng cho thằng cha sáu ảnh. Mới mốt mình chả chết. Mày đem cái hình trả về mày thờ luôn đi. Có cho mày góc á, mày đem cái hình về mày thờ. Chừng nào tí về. Đi từ từ đang ăn nè. Tao nói mày biết nha. Mày đừng có hòng nha. Cái gia đình của con cha sáu bảnh á, không có kết thân được đâu nha. Từ khi nào nè, tao chết á nha. Mày muốn làm gì mày làm. Chứ tao còn sống hả? Biết có cái chuyện mà mày mà với con An mà cưới nhau đâu nghe chưa mày? Nghe mày. Đi ra đây. Vậy thì con đi chết cho tiếng vừa lộc. Đi đi, mày chết đi. Tao lên trại hồi ông xã tao đặt rồi đó. Ủa ta ăn có miếng xôi mà ăn không được cái nó luôn. Chửi nó riết mà ăn không ngon lành hết. Chị hai, chị hai, chị hai. Gì? Em nói hai nghe nè. Hả? Cái cây mai lúc nãy á, em với tía không phải tự lựa đâu, mà của anh Khang nhường cho tía đó. Cái gì? Vậy đó hả? Ừ, mà em sợ bác Năm Tọn mà biết được chuyện đó, thế nào cũng qua đây kiếm chuyện cho mà coi. Giờ làm sao hai? Em định mang đi trả đó, hai thấy làm sao? Ừ, em nói thiệt đó hả? Em có nói giỡn đâu. Thật ra là dù gì nhà mình với nhà bác Năm cũng là hàng xóm láng giềng thân thiết. Mà biết tính bác Năm rồi đó. Em biết mà. Ông muốn cái gì là được cái đó đó. Mà tính tía thôi mình cũng vậy tía. Có khi nào vậy đi tía. Hả? Trời ơi, chưa kịp giải quyết tới nơi luôn rồi. Chạy sao bạn đâu tía. Dạ thưa bác Năm mới qua. Bác Năm bắt chứ sao gì. À, dạ thứ, dạ tía còn không có ở nhà. Dạ không có nhà. Dạ rồi không nên nết ha. Trời đất ơi, hại con gái của mình rồi còn cướp đồ của người khác nữa. Đột thứ già không có nết na thì ngon ra đây nè. Tía ơi, tía. Dạ bác Năm, tía con không có nhà. Không có nhà thiệt đó. Tao biết nó vòng vòng trong đó chứ không đâu. Dạ không có mà. Dạ không có nết na thì ngon ra đây nè. Ngon nè, ra đây. Ra đây nói chuyện nè. Dạ không có nhà mà. Con nói thiệt đó, con không có nhà. Bác Năm cứ về đi bác Năm. Ngon bước ra đây đi. Đừng có làm bộ, bây giờ tao không biết hả. Trời ơi, tôi cũng bị chữ quá. Dạ chữ quá. Dạ chữ quá. Trời nóng thật cái mắt quá. Nè, mấy món bạc nói nha. Bạc vô. Thôi tía. Về mày. Má mày tía. Tía. Nhớ nghe, nhớ nghe. Ừ. Thấy không? Mình xạo hả? Mình xạo mà nói tiếp. Mày không coi nè. Tía, chạy không coi nè. Chơi không lại mà chơi hoài. Hãy nghe lời tụi con nói tía không có nhà là được rồi. Chơi lợi tao hả? Tao tạt cái hai cha con nở ra y như hột é. Thôi mà tía à. Thiệt luôn á. Mình sai mà còn tạt nước người ta nữa tía. Trời ơi, tao không hiểu luôn á. Ông già này rảnh rỗi sinh ông nổi, tự nhiên tạt nước chơi cho vui vậy à. Không kịp đỡ luôn á. Rồi chuẩn bị kiếm chuyện nữa nè, chứ không phải là dừng tại đây đâu nha. Em lo thiệt đó. Ê ông ra kìa, đi vô.
mình đối xử như vậy có quá đáng với con Xuân không không biết. Giờ thấy thằng Lộc nó đau khổ nhớ vợ nó vậy, tự nhiên nó thấy làm như xót xa quá trời quá đất. Tất cả cũng tại cha Sáu Bảnh hết trơn hết trọi. Chuyện đâu có đáng gì, đâu có đến nỗi đâu mà tự nhiên cấm cản tuyệt đối không cho hai đứa tụi nó qua lại thăm nhau. Dù gì nữa tụi nó cũng là vợ chồng với nhau. Trời ơi, ông cô đơn rồi làm như ông không muốn ai có đôi có cặp gì hết trơn vậy trời. Sao kỳ vậy? Thiết là bực mình hết sức nói. Chưa có năm nào mua cái mai độc lạ như năm nay. Mà chắc nở sớm quá. Nở sớm thì tốt thôi, coi như là mùa xuân tới sớm. Ôi, bà không biết cái gì bà cũng trọt trọt vô. Người ta chơi mai, năm có mùa tới thì người ta chơi mai, người ta muốn nở ngay ngày mùng 1 à. Ý nghĩa ở đây là mai là nó đem sự may mắn, hiểu không? Trời đất ơi, anh Sáu, thời đại bây giờ mà anh còn mê tín dị đoan vậy nữa hả? Cái mà may mắn hay không á là do thời vận thôi, chứ đâu phải do cây mai. Mà nè, sorry anh nha, hình như là anh học tới lớp 1, lớp 2 rồi anh nghĩ phải không? Sai chính tả rồi. Cái cây mai á là cái chữ mai á là chữ y ngắn. Còn cái may mắn mà anh nói là may là y dài, hay còn gọi là y cà rết đó. Thôi mệt bà quá. Người miền Tây mình từ xưa tới giờ vậy thôi à. Ví dụ như là mai này á, là một năm mình chơi một lần, thì ông bà mình cứ nói là cứ nở hễ đúng mùng 1 á, mà nó nở ra hết á nha, thì năm đó mình ăn được. Mà hễ mà cứ 30 tối 30 mà nó héo queo mà nó rụng nụ là coi như năm đó coi như là ăn thất bại hoàn toàn. Cái đây là mình phải tin á, không tin không được đâu à. Tại sao trong miền Nam mình ăn rồi cứ hễ Tết là người ta sợ đắng cay mà cứ nấu canh khổ qua, là cầu cho khổ nó qua đi. Ủa chứ không phải khổ qua, người ta gọi là khổ quá khổ quá khổ quá. Nói bà cũng không biết gì hết trơn á trời. Thôi gì để tôi vô tôi suy nghĩ, để làm sao để chế thuốc gì để cho nó cầm cái mai này lại nè. Chứ không là nó nở bung hết trơn á trời. Để cho mai mà nó không nở, mà chỉ có nụ, dễ thôi, easy. Mà tại sao một người nông dân, một người trồng cây kiểng bao đời nay, ông Sáu Bảnh, mình lại không biết nguyên tắc như thế nào để cầm cho mai nó đừng nở? Cũng may là trong thời gian mình ở nước ngoài, rảnh rỗi quá, mình đã tìm hiểu nguyên tắc làm cho tất cả các loài vật không bung ra. Easy, chờ đi. Với cái keo này thì ta sẽ cho mai không nở ra. Thế mà buồn là mùng 3 còn chưa nở, nhưng mà vui vui thì sáng mùng 1 nó sẽ nở. Đơn giản thôi, nguyên tắc nó thật là đơn giản. Đây, chít vô là hít, chít vào là nó hít, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít, chích vào là nó hít. À, hay quá anh. Tôi đang sợ nó bung sớm hay tìm cách cầm nó cho nó tới đúng ngày mùng 1 quá. Có cách làm cầm giỏi vậy? Chà, tưởng không mần gì, cuối cùng cũng được quá hen. Cảm ơn ngang. Thôi tôi đi vô chứ tôi đứng đây bà hú hồi người ta tới người ta coi bói đó. Sao Bảnh ơi, kỳ này là Sao Bảnh phải nể rồi. Không biết khô chưa ta? Để cho chắc ăn. Nhiều khi nó bung ra quá, cái không có vô nhiều, mà chích vô thêm nè, chích vô thêm nè. Đó, chích nè, chích nè. Cái kiểu này á ha, Sao Bảnh nha, 30 Tết lấy dao nại còn chưa nở nữa. Ừ, mà không được, 30 Tết mà nại không nở, cái mùng 1 ông nói xui nữa. Ê, không sao. Nhớ hồi xưa ở đây có coi cái tuồng cải lương nào mà có cái câu cải lương nó ca là:
hồ tan keo rã. Xương suối mày sẽ rã thôi. Chị hai không ngủ được hả? Hay là nhớ anh Lộc? Chị nhớ anh Lộc quá à. Thiệt hay nghĩ chuyện của mình hay buồn ghê á. Lấy chồng xong rồi còn về đây ở nhờ tí nữa. Hai về đây á, hai cứ nghe người ta nói ra nói vô. Hai sợ là tí nghe được rồi tí buồn. Nè, hai đừng có suy nghĩ nhiều quá. Miệng thiên hạ người ta thích nói gì thì nói. Nhưng mà em nghĩ á, nếu như mà có người hiểu chuyện á, người ta sẽ biết thông cảm cho chị hai nhiều hơn. Ai ngờ đâu má chồng quá đáng như vậy, sao mà sống nổi. Tội cho anh Lộc. Tí nói là anh vô dụng, không có đứng về phía vợ, không có bình vực vợ. Rồi xong tí cấm hai anh chị không có được qua lại với nhau. Tổn thương. Em cũng công nhận lần này tí hơi quá. Làm gì mà đến nỗi cứ cấm hai anh chị không được qua lại với nhau. Thiệt á, em nhìn em xót lắm luôn đó. Nhưng mà suy cho cùng, cũng tại tía thương chị hai cho nên mới vậy thôi. Còn chuyện của Út với lại Bảo Nam sao? Út có chút tình cảm nào với ổng không vậy? Nhưng mà chị thấy rõ ràng đó nha. Thấy ông Bảo Nam thương và lo cho Út lắm đó. Bây giờ chuyện của hai á đã đủ rối nùi rồi. Chuyện của em á cũng đâu thua kém gì đâu. Ai cũng muốn em đến với Bảo Nam. Nhưng mà thật lòng á, em không thể đón nhận anh Nam. Mặc dù em biết là anh rất là tốt với em. Thiệt á? Còn nặng tình với thằng Khang lắm cho nên mới vậy đó. Em không quên được hay à. Cứ nhìn thấy mặt của ảnh làm xót lắm. Thôi, đi ngủ đi. Biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ừ. Uống miếng nước đi. Chuyện con An á, để từ từ bác nói chuyện với nó. Bác biết con cũng buồn, nhưng cho nó thời gian. Dạ, không sao đâu bác. Chuyện tình cảm mình đâu thể ép buộc được. Với lại con thấy vậy cũng hay đó. An làm theo con tim và tình cảm riêng của cô ấy. Cô ấy làm vậy con còn quý An nhiều hơn nữa. Ờ, với lại bây giờ cũng khuya rồi, sao bác Sáu chưa đi ngủ? Hay là lo chuyện của chị Xuân? Lo cho con An một, bác lo cho con Xuân tới 10. Bởi vì nó có gia đình rồi, mà nó sống không có êm ấm với gia đình bên chồng nó. Bác càng nghĩ càng không ngủ được. Thôi, con cũng đi ngủ đi, khuya rồi. Dạ, thôi con đi ngủ đây, bác Sáu cũng đi ngủ ha. Giữ gìn sức khỏe nha bác. Con đi ngủ trước nha. Trời ơi, quá trời dơ nè. Tết nhất tới nơi mà cái nhà này không có quét dán nhện là giống như cái động bằng tơ luôn. Ây da, cái gì vậy? Ây da, khó quá vậy. Anh Khang. Ủa, con qua đây gì? Em qua để kiếm anh đó. Nè, anh nghỉ tay đi. Thôi, nghỉ tay gì? Tôi đang quét, tôi đang dọn dẹp mà. À, anh nghỉ tay đi. Bỏ lát về làm tiếp. Đi ra đằng kia chơi với em có chỗ này vui lắm. Vui chỗ nào?
ở ngoài thị xã có cái quán cà phê mới mở, trời ơi nó đông vui bá chỉ bù chét luôn, anh Khang chở em ra đó chơi nha. Thôi, cô tự đi tự vui gì đó với bạn bè cô bá chế bù chét đi. Thôi hôm nay em hẹn anh với mấy đứa bạn để giới thiệu anh với mấy tụi nó, đi với em đi. Thôi cô tự giới thiệu rồi tự ra nhậu rồi tự chơi chơi gì đó với bạn cô đi. Bây giờ tôi đang quét rồi, tết nhất mà không quét thì nhà tôi dơ em mà. Hả? Vậy thôi. Vậy nha. Vậy thôi em ở nhà phụ anh. Trời trời, phụ chi nữa? Thì đi với em thì anh cũng không đi, em ở nhà thì anh hỏi vậy. Thì chuyện nhà của anh cũng giống như chuyện nhà của em thôi, có gì đâu. Thôi thôi, không chơi gì đâu. Nhà tôi thì tôi lo, nhà cô thì cô tự lo đi nha. Trời ơi, giờ này mà anh còn phân biệt nhà em nhà anh nữa. Rồi thôi thôi, nhà tôi có quy định, có cái tật là nhà ai nấy lo vậy đó. Vô đụng nhà khác mất công người ta xui người ta đổ thừa. Đáng ghét. Trời ơi, sao quét nhà mà cũng bị ám nữa trời. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có xây lều kín rào. Thiệt á, em kỳ ghê. Em tuyệt tình dễ sợ luôn á. Em thấy nhỏ không tội nghiệp không? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà em đuổi nó về vậy hả? Nhỏ quanh, nhỏ mời đi uống cà phê thì mình đi, có gì đâu mà mình từ chối người ta. Người ta nói nha, theo tình là tình chạy, chạy tình nó là tình theo. Bây giờ em cứ chấp nhận tình yêu của con Kiều đi. Còn tình yêu của Thùy An á hả, bít cửa rồi cưng, không có cửa đâu. Đã cái dòng kia ám rồi thêm cái dòng này nữa. Thiệt chứ, sao ám hoài vậy? Chị coi lại cái miệng của chị đi ha. Em... chị nói chuyện với người ta mà cái miệng gì chép. Cái miệng của chị giống như mấy bà đóng phim ác trong vai chữ gì đó. Cái thằng này đồ cái thứ đẹp mà ế. Tự lo cho thân mình đi. Hôm nay mai nó sẽ không nở ra một nụ nào hết. Nhưng sáng mùng 1 tất cả các nụ mà nó sẽ nở bung ra. Trời ơi, lúc đó ông Sáu Bảnh ông sẽ nhìn mình một cách là khâm phục. Oh my god. Oh my god. Sao đụng nổ hết rồi. Bây giờ làm sao? Trời ơi, sao bạn biết là mình sẽ chết. Kèo nhánh sắt. Cái gì vậy? Gì sáng sớm la âm sầm vậy? Hi, how are you? Cái gì? How are you? Ai làm hao tổn gì? No. Ý là em nói với lại anh đó. Oh no, ý là tôi nói với lại Sáu là sáng nay Sáu khỏe không? Khỏe. Thế thì bây giờ để Thu trả lời nha. I am fine, thank you. Thu dẹp đi. Nói đại ở nhà quê nói ba cái tiếng đó làm gì? Làm gì sáng sớm ra đứng múa như con công hả? Áo nàng vàng, anh về anh yêu hoa cúc. Không cần. Nè rồi. Nó nghe nè. Bây giờ để ăn sáng. Giang ra. No, tôi không có ý như vậy. No. Không phải tôi mà. Né ra. Bà làm gì nó? Tại sao bà lạc rụng nụ hết? Tôi không có lạc, mà là tôi không làm gì hết. Em không làm gì hết, em chỉ có ý tốt thôi à. Có nghĩa là tại vì biết anh muốn là những cái nụ này nè, nó đừng có nở hoa ra sớm. Cho nên á, em mới là suy nghĩ một kế rất là hay. Em lấy keo dán sắt á, em chích cái đầu nụ cho nó đừng nở ra. Nhưng mà sáng nay nó không nở ra mà nó rụng. Sao bà không lấy cái keo dán sắt mà chích vô cái miệng bà? Nếu mà lấy keo dán sắt chích vô miệng em thì em câm luôn thì sao? Thà bà câm. Mai đẹp dữ hết á. Dữ mày. Trời tất ơi, thảo lửa mà. Tôi có làm gì sai đâu. Hết thảy con bà Bảy luôn. Vừa phải thôi chứ. Trời đất ơi, bộ tôi là người ở của mấy người hả? Ủa nói. Ủa chửi ai vậy? Thu. Tôi chửi ông Sáu Bảnh đó. Chà, mặt giận dỗi vậy chắc Sáu Bảnh ghẹo chuyện gì vậy? Thôi, đừng có khóc. Bình tĩnh kể tôi nghe coi chuyện gì. Cái gì vậy?
Gì mà gỡ quăng vậy? Tôi hỏi mai nè. Tôi tốt quá mà. Tôi thấy ông Sáu Bảnh á, ông mua cây mai về. Mà cái cây mai á, không hiểu ông mua làm sao không biết nữa. Mà ngày nào á, cái nụ cũng nở, cũng nở, cũng nở. Rồi ông Sáu Bảnh, ông nói trời ơi, ông buồn quá. Ông muốn cho cây mai ông nở đúng vào cái ngày tốt của ông. Ông đi ra đi vô, ông suy nghĩ, ông buồn, ông rầu. Tôi thấy như vậy á, tôi mới động não. Trời ơi, phải có biết là tôi phải thức đêm, thức hôm, thức khuya, tôi không ngủ để tôi suy nghĩ là làm sao cho mai á, cái nụ nó phải úp vô như vậy hoài để cho nó nở đúng ngày của ông Sáu Bảnh. Công tình tôi nghĩ ra được như vậy. Mà quả tình luôn là cây mai nó không có nở bông ra, cái nụ nó vẫn còn là nụ. Mà ông la, ông mắng, ông đuổi tôi như vậy đó. Ủa, nụ còn nguyên mà sao vậy? Thì đó, nụ còn nguyên. Nó chỉ không dính vào trong cái cây thôi, nó chỉ rớt xuống thôi. Đó, nó y chang vậy. Tại là tại tôi lấy keo chích vô từng cái đầu nụ á. Rồi cái bây giờ nụ nó không nở ra, nó chỉ vậy thôi, có gì đâu mà ông chửi tôi. Đúng rồi, trời bất dung gian, trời hại ông rồi, ông Sáu Bảnh ơi. Hại tôi hả? Tôi làm gì mà hại tôi? Không phải, chuyện cái Sáu Bảnh, trời ơi, vừa lắm nè. Làm như tôi thèm ở nè, vậy lắm. Cái cây đó nha, tôi nói cho Thu biết, cái cây đó là tôi nhắm rồi. Tôi định mua rồi, mà chả vô chả hớt tay trên tôi. Chả dành chả giật cho đã đời, chả đem về, cuối cùng chả gặp nạn, thấy chưa? Thấy không? Cuộc đời này đâu nói trước được. Quả báo ta nhãn tiền liền à, chứ không phải là đợi tới kiếp sau đâu, có liền tại chỗ. Đúng là làm ơn mất quán mà. Ơn quán cái gì? Bây giờ này nè, cái này tôi mới mua đó. Cây mai của Phai đó hả? Của tôi mới mua đó cô Thu. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Trời ơi, nhờ thằng Chả ha, ta dành những cái cây kia mà tôi sao cuối cùng tôi chọn ra được cái cây này. Nè, Phai nè. Sao? Phai có thể là nhường cây mai này lại cho tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết á. Mắc hơn gấp mấy lần cũng được. Để tôi đem cây mai nè, tôi về tôi đền cho ông Sáu, được không Phai? Mai này hả? Bao nhiêu tiền cũng được, không thành vấn đề. Tía, thôi tía. Hả? Cho luôn hả? Thôi cho luôn. Nó lắc đầu mà. Hả? Ủa mày nói cho luôn mà. Tía tặng còn lấy gì chứ, tía thích cây mai này lắm mà. Thôi quyết định vậy đi, không nói nhiều bây giờ nè. Tặng cho Thu luôn á, cho luôn. Trời ơi, sao được thế? Khỏi lấy đồng bạc hết. Tí ơi là tí. Thích người hơn thích mai. Nhưng mà để tí nói chuyện mày sao. Cùng lắm tao lấy mấy cái bông tao dán lên mày, cho chân mày cũng được. Không sao. Cho Thu luôn hả? Trời ơi, mai đâu có quý bằng người. Mày khùng quá. Cái chuyện này tâm sự sao? Thank you. Nhiều khi á là Phai á còn quý mạng người hơn làng cha Sáu Bảnh á. Chả quý mai hơn quý mạng người. Cho Thu. Nhưng mà làm sao Thu đem về? Con đẩy qua cho cô Thu luôn. Đẩy qua nhà cô Thu, nghe, không có nói nhiều. Rồi, quyết định vậy nha. Cảm ơn nha. Đẩy qua đây, đi về trước. Go. Xong rồi đem cái xe trả cho người ta luôn. Rồi. Thank you. Kỳ này cha Sáu Bảnh chết với mình. Trời ơi, chỉ có một cây mai thôi mà mình đã tiến được gần tới trái tim của cô ấy rồi. Tôi đã nói rồi, đừng có hẹn thường. Lỡ người ta phát hiện rồi sao? Tại anh nhớ em quá. Thôi, anh có gì nói lẹ đi. Tại anh nhớ em chứ bộ. Sao đêm hôm đó anh có... Nè. Mình đẹp đôi ha. Giờ sao? Em có tiền không? Cho anh vay ít đi. Tại anh đang kẹt mà. Sao? Lại buồn chuyện bị Thùy An bỏ hả? Tôi nói cho anh biết là con Thùy An đó, nó chỉ yêu có một mình Minh Khang thôi. Anh có cố gắng cách mấy, anh cũng chỉ là người tới sau. Cô chỉ cần được nhìn thấy người tôi thương vui vẻ, hạnh phúc,
Vậy là được rồi. Không cần phải chiếm lấy người đó một cách miễn cưỡng giống như cô nghĩ đâu. Anh cao thượng quá. Để tôi coi anh cao thượng được bao lâu. Tôi nghĩ cô sẽ sống thoải mái, bình yên nếu như cô bỏ được cái tính ganh tị, đố kỵ người khác. Chứ cô mà cứ tiếp tục như vậy, khó tìm được người mà cô yêu thực sự lắm. Anh Sao Bảnh? Sao Bảnh à? Sao Bảnh ơi? Sao Bảnh? Cái gì vậy? Bà gây chuyện gì nữa đây? Nhìn cho kỹ đi, dáng dốc đẹp hơn cây mai của ông nhiều, nụ còn rất nhiều. Chắc chắn là mới đầu năm thôi, những cái nụ sẽ nở bung ra. Nhìn cho kỹ đi. Nhìn mặt bà giang giang, bà đi ăn cắp ở đâu ạ? Nè, ông nhìn sao mà ông nói tôi đi ăn cắp? Tôi no có đi ăn cắp đâu. Mà cái này giá là có người khác tặng cho tôi đó. Nè, cái chuyện gì đã qua rồi á thì qua luôn đi nghe chưa. Đừng có lo chuyện cũ ra rồi chì chiết người ta. Mà nói nào ngay, cái người mà tặng tôi cây hoa mai này nè vẫn tốt hơn ông rất nhiều lần. Người ta sẵn lòng tặng cho tôi, còn ai như ông, sống vật chất, thương tiếc mai mà chì chiết trách móc người ta. Đó, ôm mai mà sống đi. Dám coi thường thu hả? Mơ đi. Bà này nghĩ cũng hay chứ hả? Cũng mới vừa về giao lưu với ai được mà tặng cái chậu mai này. Hai. Út ơi. Út. Dạ. Hả? Lại đây. Ai gọi em hả? Lại đây hay nói cái này nghe nè. Hả? Tết này á có dự định gì không? Dự định là dự định gì chị hai? Thì em cũng ăn Tết với chị hai với tía thôi. Hai không có hỏi chuyện đó. Hai hỏi là có dự định gì với anh Khang không? Anh Khang hả? Khang á. Anh Khang. Ông Khang đó, từ sáng giờ ông cứ đứng trên trước cửa nhà mình hoài luôn. Ngày nào ai cũng thấy ông cứ lén lén đứng ở đây nhìn nè, muốn ứa nước mắt luôn vậy đó. Thấy xót ghê luôn á. Tính với nó làm sao? Thôi đi, chạy theo nó đi. Mắt nhưng... mới gì mày xót? Dạ tía. Dạ đâu có gì đâu tía. Chuyện của người ta mắt mới mày xót. Tao đã nói tao không ưa thằng đó rồi mà. Hả? Sao mày xúi con An chi vậy? Đâu, con đâu có xúi gì đâu tía. Tại con thấy nó tới đây nó đứng tội nghiệp thiệt mà tía. Tội nghiệp cái gì? Tội nó là tội chưa xử đó. Từ nay trở đi nha, tao không muốn nó bước chân tới đây nghe chưa. Nè, tao nói cho biết nha, bước qua tới đây nha, bước vô nhà tao cái tao quánh tán khốt luôn á. Dạ. Nó dạ rồi đó nghe. Tụi bay làm chứng là nó dạ rồi đó nghe. Trời ơi, chị hai. Tại hai mẹ bị la đó. Nó đi lẹ lẹ đi, tao canh cho mà không chịu đi. Em để tía phát hiện kìa. Giờ em mà bước ra đi một cái á, là tía thấy tía kêu em lại, tía phan cho em gãy giò rồi sao. Bực mình cái ông Khang kia. Ở đâu vậy? Đây nè, đẹp lắm, lãng mạn lắm. Nhanh lên, coi chừng có ai theo nha. Hả? Nhanh lên, lẹ lên. Đi. Anh đi theo em. Từ, trời ơi. Trời ơi, lột trời ơi. Giờ đi nè. Công nhận cũng không quen ha. Được rồi, anh yên tâm đi. Em qua, em nói là em rủ anh đi nhậu. Như vậy má anh cũng không có nghi nữa. Vậy hả? Không có nghi đâu. Rồi rồi, vậy bây giờ em đứng em đợi anh nha. Anh chạy anh đi mua xì rượu. Rồi đi. Ê, giờ đi mua xì rượu làm chi? Vậy mới đúng kịch bản em nói chuyện với má anh. Nhưng mà bây giờ anh vô anh gặp. Quên, đúng rồi. Bây giờ mình đi vô, anh nói chuyện với Xuân. Xong rồi, anh em mình đi nhậu.
Ờ đúng rồi. Vậy mày mốt má anh mới cho anh đi tiếp. Ờ đúng rồi, khúc này anh đúng nè. Ừ. Mà là giờ mình vô gặp xong là mình nhậu sau phải không? Ừ, đi nhậu sau. Đúng rồi, mình nói là mình đi nhậu thì mặt mình phải xỉn chứ. Đúng rồi. Lẹ lên, nhanh lên. Lẹ lên. Ra tới đó gặp anh hai là phải tranh thủ nói chuyện liền nghe không? Trời ơi, từ từ, có giờ té xuống ruộng bây giờ. Lỡ mà tí phát hiện là chết đó. Để em canh cho. Rồi, nhưng mà nhanh lên, nhanh lên. Đi. Rồi. Tới rồi nè. Khoan, để coi nha. Cô có không ai, có ai hết đó. Không ai phải không? Hai anh chị lẹ đi. Rồi đi. Ê, trời, khoan đã. Em đi bên đây nè. Anh đi bên đây. Lẹ đi, canh cho tí. Được rồi. Sao? Anh dễ nha. Đừng dễ nha. Em bên đó. Em bên này. Còn em đứng đây nha. Anh ra gốc cây. Hả? Tự nhiên kéo ở đây hẹn hò cái anh chạy ra gốc cây ngồi. Ừ. Hai đứa đó làm anh rối quá. Bây giờ là mình hẹn đó hả? Rồi bắt đầu hẹn đi. Tranh thủ đi. Em ơi, anh khổ quá. Cứ vậy hoài sao mình sống nổi. Có con rồi mà giống như là đi ăn trộm vậy đó. Chồng. Bây giờ vậy đi. Bây giờ hay là hai đứa mình đi ra ngoài thuê khách sạn 5 sao ở đi. Hả? Hả? Khùng hả? Gì? Trời ơi, dưới quê đâu ra khách sạn 5 sao cho ông. Nếu vậy thì mình thuê một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mình ở cũng được. Miễn sao là mình đi ra khỏi nhà mình ở. Rồi khi nào hết tiền thì mạnh ai nó về. Sao kỳ vậy? Chứ hết tiền không về người ta đuổi cũng vậy à. Tào lao quá, mệt quá. Chứ giờ sao giờ? Giờ tính sao giờ? Vậy em nói tía cho anh thuê cái phòng ở nhà em đi. Để anh qua bển anh ở chung với em cho nó tiện. Trời, anh khùng hả? Đã lén lút rồi tự nhiên bây giờ chui đầu về nhà tía nữa. Hai đứa nó làm anh rối đó. Anh làm em rối thì có. Giờ sao suy nghĩ lẹ đi, thời gian là vàng bạc đó. Trời ơi, giờ sao giờ? Sao bây giờ? Hay là em về em thưa chuyện với tía coi sao. Hay là em đang nghỉ tía đi. Hả? Thưa với tía hả? Ừ, nha. Em về em thưa với tía đi. Nếu nhưng mà tía vẫn cương quyết không chịu á thì thôi. Ổng chửi dữ lắm. Trời ơi, nói nãy giờ cũng như không à. Thiệt tình luôn á. Chứ anh rối quá, em suy nghĩ lẹ giùm anh đi. Đã rối rồi mà còn. Mai mốt có hẹn chỗ nào mát mát. Ở đây nắng quá, chói mắt rồi nè. Tụi nó nói chỗ này đẹp. Hả? Chỗ này đẹp hả? Thì tại tụi nó nói chỗ này đẹp với lại lãng mạn nữa. Lãng xẹt cái thì có. Em thấy đẹp. Ờ vậy cũng được. Suy nghĩ lẹ đi. Từ từ, đang suy nghĩ mà. Chồng. Sao ông suy nghĩ kêu tên tôi hoài vậy? Thì ôm cái đi rồi suy nghĩ. Rồi ôm rồi đó, rồi suy nghĩ đi. Thôi được rồi, để em về em thưa với tía. Rồi đưa cho ngoại. Nè ông ngoại. Con biết cái này là cái gì không? Dạ biết. Cái gì? Mấy cái bao này là bao gì? Bao lì xì. Đúng rồi. Thưa tía, con mới về. Má. Trời ơi, nãy giờ nó phụ ông ngoại đó hả? Ừ, nó phụ với ông ngoại nè. Con gái của má bữa nay giỏi quá ta. Dạ. Tía. Con xin tía này nha. Cái gì? Tía cho má con dọn ra riêng được không tía? Chứ mấy bữa nay con thấy vòng vòng trong xóm á, người ta cứ cười gia đình mình hoài à. Người ta nói con gái lớn rồi, đi lấy chồng rồi, rồi bỏ nhà chồng về đây ở với nhà tía ruột. Người ta cười đó tía. Con đừng có quan tâm cái chuyện người ta nói nha. Con cứ ở đây à, còn ai nói mày cứ chỉ tao. Tao tới từng nhà tao xử đẹp. Sao bảnh này từ xưa giờ chưa sợ ai trong xóm này nha. Sống rất là hòa đồng, nhà nào tao cũng chữ hết mà. Nhưng mà tía. Đây, cháu cá tới đây. Bữa nay dì Út cho cháu có gì ăn cháo cá nha. Thơm lắm luôn á. Thơm không? Dạ. Nó bị cái gì vậy? Gì vậy? Con đâu có biết. Có sao không hai? Hai bị sao vậy? Đẩy cái tô này ra xa giùm hai chút đi. Không lẽ đừng nói là hai có bầu rồi nha. Tí ơi, vậy là hai có bầu rồi, có thêm cháu rồi. Ủa sao vậy? Không vui hả? Con xin lỗi tí. Có gì đâu mà xin lỗi. Mày có chồng mày có con là chuyện bình thường. Chuyện này chuyện vui mà con. Đúng rồi, chuyện vui đó. Em sẽ có thêm một đứa cháu nữa.
Nè, hai, hai có thai á là phải vui vẻ, tâm trạng thoải mái lên. Hai cứ nhăn nhăn như vậy rồi mai mốt đẻ cháu em ra cái mặt nó xệ như vậy luôn hả? Kỳ lắm luôn á. Vậy là con sắp có em rồi. Yeah, đúng rồi, vui không? Vui ha. Dạ. Tội nghiệp, lẽ ra lúc này phải có chồng ở bên cạnh chia vui mới đúng chứ. Trời ơi, tao nói nó mệt quá trời quá đất vậy à. Sao mệt? Thiệt chứ, đúng là chợ Tết đi cái gì mà đông nghẹt người, mệt gần chết luôn vậy à. Nhà mình á thì ở gần chợ, một ngày tôi đi không biết bao nhiêu lần. Bà mua cái gì mà nhiều dữ vậy? Thì mua ít đồ để chuẩn bị đón Tết nè. Thì bánh tráng, bánh phồng nè, rồi đường, đậu, bột ngọt, nếp. Để đi qua nhà anh Sáu có bánh tét nữa chứ. Tao nói đủ thứ hết á. Quá trời quá đất luôn á. Ừ. Ê. Nè ông, nhiệm vụ của ông á là cây mai ở ngoài kia đó nha. Ông đem vô rồi ông trang hoàng đèn đuốc cho nó lung linh đẹp đẽ nghe ông. Cho nó lấp lánh nha. Yên tâm ha. Một lát nữa tôi sẽ mua mấy cái liễn á, tôi gắn lên, rồi gắn đèn lên, rồi nó chớp chớp xanh đỏ hết ý luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Ủa mà sao tôi thấy ông hình như là ông gắn bông giả nhiều quá rồi đó nghe. Trời ơi, ít ít thôi, để cho người ta thấy cây mai nó thiệt một chút đi. Cái gì mà gắn bông giả không giống như là cây giả vậy trời. Bông thiệt nó ít lắm, nhìn nó thưa lắm cho nên mình phải gắn thêm bông giả vô cho nó đầy cây mai. Rồi lúc đó mình nhìn nó thấy nó sang, nó sáng lắm, bà hiểu không? Trời ơi, vậy đó hả? Nhưng nhìn nó không thật. Có gì, lát nữa bà có đi chợ đó, bà nhớ mua bông về cho tôi ha. Để cho tôi chân lên bàn thờ. Trời ơi ông ơi, ông lo xa quá. Bàn thờ á, ngày 30 người ta mới mua. Bông nó rẻ nữa, mà mua vậy nó mới tươi. Chứ mà ông mua sớm ông chừng hả, mùng 1 nó héo queo xuôi cả năm. Bậy bậy bậy, 29 mua là được rồi. Mình mua về rồi mình lấy được mình bỏ vô trong nước á, là coi như nó giữ cái bông tươi lâu thiệt là lâu luôn đó nghe. Yên tâm, người ta chỉ tôi á, coi như cái này là cái chiêu đó bà. Vậy đó hả? Ừ. Với lại ông sợ để ngày 30 mua bông không đẹp phải không? Đúng vậy. Thiệt hả? Thiệt hả vợ? Như vậy là bé Hương sắp có em rồi. Bây giờ có thêm đứa con trai nữa là nhà mình có trai có gái. Anh mừng quá vợ ơi. Nhưng mà lỡ rang gái nữa rồi sao? Rồi anh có thích không? Thì cũng thích luôn. Con mình mà, trai gái gì cũng thích đó. Tiếp tiếp tiếp. Hết hồn. Làm ơn hết hồn luôn vậy đó. Có sao không? Không sao. Ê, không sao. Thở nhẹ nhẹ thôi. Thở, thở mạnh quá coi chừng nó chạy đó. Ráng nha. Ráng mà một thời gian nữa anh nhất định sẽ đưa hai má con về ở với anh. Em rầu quá à. Bây giờ tí chắc không chịu đâu. Má anh cũng không chịu cho em về nữa. Giờ con mình tính sao đây? Em đừng có lo. Tất cả mọi chuyện cứ để anh. Anh sẽ tìm cách nào đó chu toàn, dẹn cả đôi bên luôn. Đưa em về nhà mình, má với tía sẽ không ai ngăn cản hết, tin anh nha. Ừ. Anh vui quá à. Mình đi thôi vợ. Từ từ cẩn thận đó nha. Từng bước một thôi. Biết không? Em, bây giờ anh muốn quay lại với em được không? Buông tay ra đi. Anh qua lại với tôi chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Tôi danh chấm dứt đi, đừng liên lạc gì nữa hết á. Em nói cái gì? Em nên nhớ, em là của anh, đừng hòng thoát khỏi tay anh. Anh không cho phép. Còn chuyện em ngủ với anh, không lẽ bây giờ em muốn anh thông báo cho cả xóm biết? Anh còn nữa không? Hết rồi. Anh đi đây, có gì anh alo em. Cái gì? Con Xuân nó có thai lần hai rồi đó hả? Thiệt không con? Thiệt sống thiệt má, con trai má còn ngon lắm á. Ui ui, ngon sao không ngon? Ngon tại sao buồn dữ vậy? Có tin vui phải vui lên chứ con. Con không biết là tin vui hay tin buồn nữa. Má cũng thấy rồi đó, vợ chồng con bây giờ mỗi người một nơi. Con muốn chăm sóc cho vợ con mà bây giờ không biết sao chăm sóc nữa. Cô Tám, bây giờ tôi có ý như vậy. Anh Năm, anh Năm. Một trong hai người
phải có người nhún nhường mở lời trước. Hay là bây giờ cô làm quà, cô qua cô mở lời với Sáu Bảnh trước đi. Cái quan trọng là để cho mấy đứa nhỏ nó về chung một nhà. Nghe lời tôi đi mà. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết á. Cái này là kinh nghiệm xương máu của tôi với anh Bảy rồi. Hồi xưa tôi với anh Bảy này cũng chuyện thằng Phúc với con Hạnh, cứ so đo rồi giận hờn rồi trách móc nhau hoài. Cuối cùng mình thấy cái chuyện đó đâu có gì đâu rồi. Cuối cùng là một lời, phải anh Bảy? Một lời xin lỗi. Đúng anh rồi. Bảy là xong rồi. Đúng rồi. Chứ có gì đâu, không có ngại gì hết á. Đừng có ngại, đừng có nhân nhị gì hết. Cứ qua gặp anh Sáu. Với lại chị cũng đừng có nghĩ mà cái chuyện mà cái người nào mà mở lời xin lỗi trước á là thua thiệt rồi. Chị đừng nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi nè, bản thân tôi nè, hồi đó tôi rất là sĩ diện. Tôi không có chịu nhún nhường trước với anh đâu. Bởi vì tôi nghĩ tôi là người không có lỗi. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó tôi về nhà tôi suy nghĩ, cái chuyện mình xin lỗi trước nó có chút chéo à. Quan trọng là mấy đứa nhỏ nó được vui. Là thấy nó vui quá là riết rồi tôi quên mất luôn cái sĩ diện à. Nhưng mà hai anh là đàn ông nó khác, còn ta đây thì mà chứ không lẽ ông sống BD hả? BD cái gì? Tại ổng, con người của ổng nó kỳ cục khó chịu sao đâu á, không có thể nào mà nói ổng được hết trơn trọi. Đó thì bây giờ tôi cũng nói thiệt, tôi cũng xuống nước nhỏ để qua tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi hy vọng là ông sẽ bỏ lỗi chứ không thôi là chị yên tâm ha. Có tụi tôi ở đây nè, nói dùm một tiếng bảo đảm là Sáu Bảnh sẽ nghe lời. Chả mà không chịu hả? Không chịu hả? Làm tôi gì? Tôi với anh nha. Gì? Thằng bên cắn gì? Nhau cắn. Nói hay lắm hai ông. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trời sao vậy nè? Con Tha nó nói với mình là 3 ngày nữa là nó trả tiền mà sao bây giờ mình gọi hoài không được vậy nè? Chết rồi, tắt máy rồi làm sao đây? Chết rồi, kỳ này mình còn phải lấy tiền mình đi sanh em bé nữa. Có khi nào không ta? Không, không có đâu, không có đâu, không có đâu. Không có gì đâu, không có gì đâu. Không có gì đâu Xuân ơi. Không có gì đâu Xuân ơi. Không có gì đâu, không có gì đâu. Không có gì đâu. Dạ, thưa tía. Anh Sáu. Dạ, chào. Dạ, dạ. Đâu, ai cho phép vô nhà mà đi làm gì vô nhà rần rần vậy? À? Ngồi đi. Bình tĩnh. Vô đi. Dạ. Hết sức bình tĩnh. Ăn kẹo không? Kẹo. Dạ, thưa má mới qua. Con dạ, bác Năm Tỏn. Dạ, bác Năm Tỏn. Nè, anh Sáu, anh cứ bình tĩnh. Chuyện gì rồi cũng có hướng giải quyết. Anh bỏ dao xuống đi, ha. Ai làm gì? Dao này tôi đang bằng công chuyện mà ai làm gì? Thấy anh cầm ghê quá, tôi tưởng là anh có... Dạ... Bệt anh quá, ai chém ai giết gì? Má nói gì đi? Mày không thấy ông giữ gì sao? Lỡ mà lạng hoạng cái ổng chém má con mình rụng đầu, không có cái đầu để ăn Tết. Thôi bây giờ tôi cũng đại diện, tôi cũng nói thẳng luôn nè. Bữa nay là ý của chị Tám nhờ tụi tôi qua đây. Thật tình là chỉ muốn xin lỗi anh. Dạ, dạ, dạ thưa anh Sáu. Dạ tôi xin lỗi anh. Dạ. Tía, má con xin lỗi rồi kìa tía. Trời, công nghiến răng chắc sắp có bảo tới nơi rồi đó. Thôi mà. Dạ thiệt tình là tôi cũng muốn qua đây tôi xin lỗi anh, để cho vui vẻ cả nhà. Chứ thật lòng là bấy lâu nay tôi cũng có bậy quá. Mà con Xuân á, thì nó đang mang thai. Còn tôi á, thì tôi cũng muốn cho cháu của tôi nó có đủ ngoại, đủ nội. Cho nên tôi qua đây để tôi xin lỗi anh. Mong anh bỏ lỗi qua cho. Dạ, sẵn đây con cũng xin lỗi tía luôn. Con hứa với tía từ nay về sau á, con sẽ bảo vệ và yêu thương vợ con. Và má con cũng thật lòng xin lỗi tía tía. Bây giờ người ta là phụ nữ, nghe không? Ta đã xuống nước vậy rồi, thôi thì giờ bỏ qua cho người ta đi. Dạ. Tía, tía, má chồng con xin lỗi rồi, chồng con cũng xin lỗi rồi mà. Tía bỏ qua đi tía. Nè, tôi thấy anh không trả lời cái gì hết á. Anh còn nhớ ngày hôm bữa là cái ngày anh giảng hoài cho tôi với Năm Tỏn không? Thấy không? Anh nói cái gì anh còn nhớ không? Anh nói mỗi người nhịn nhau một chút, đừng có gì cái tô của mình nó bự quá, để cho con cháu nó vui vẻ nó đề quề. Thấy không? Những lời hay ý đẹp anh dùng anh nói cho tôi với Năm Tỏn. Rồi bây giờ anh sao vậy?
Thì ý ra là nói gì nói một cái, người ta nói hoài mà không nói gì người ta biết làm sao đâu. Phải có câm cũng thốt lên được lời đúng không? Nói tiếng đi vậy cho dì biết. Hồi nãy giờ tôi có nói gì đâu. Thì muốn nói gì người ta mới hiểu ý anh, tôi biết ý anh giờ muốn gì. Tôi không nói là tôi đồng ý rồi. Trời ơi. Thôi tía ơi. Dạ. Làm hết hồn. Vậy cho nó dễ anh xui ha. Cảm ơn tía nhiều lắm. Cảm ơn tía, cảm ơn má. Cảm ơn bác Tân Tọn, cảm ơn bác Bảy Tông. Nói thiệt tình ra là vậy à, Tết giết tới nơi rồi, tôi cũng muốn hai gia đình nó đều về à, để cho mình ăn cái Tết cho nó đầm ấm. Chứ cũng đâu có muốn con cái mỗi đứa nơi đâu mà. Dạ, dạ, dạ. Tí nói phải lắm. Tôi biết điều lắm. Nhưng mà nè, bây giờ á là tôi đồng ý tôi bỏ hết. Nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện, điều kiện gì, anh gì nữa vậy anh xui? Gì nữa vậy tía? Bây giờ cái điều kiện thứ nhất à, là từ nay trở đi á là cô không có được ăn hiếp con Xuân nữa à, phải thương yêu con Xuân nhiều hơn. Trời ơi, tất nhiên rồi. Nó mang cháu nội của tôi thì tất nhiên tôi phải thương nó không hết chứ có gì đâu. Sao tin được? Tôi nói nghe nè, nó đẻ cho con cô một đứa rồi. Bây giờ đứa này là đứa thứ hai. Yeah. À, vậy mà đẻ đứa đó mà cô còn đuổi đó, cô nói sao tôi tin được? Anh Xui ơi. Còn bây giờ còn điều kiện nữa. Nữa hả? Điều kiện này á là cô phải mần nè. Sao vậy anh Xui? Là nhất định không để con Chanh qua lại về nhà cô hết. Thì nó là con nuôi tôi là má nuôi của nó thì nó qua lại nhà có sao đâu anh Xui. Không. Nếu cô nói như vậy tôi không bao giờ đồng ý. Nè. Bây giờ tôi nói chị nè. Bây giờ chị muốn có con gái nuôi hay là chị muốn vợ chồng tôi nó hòa thuận vui vẻ để chị có cháu nội chị bồng, hai cái chọn một. Thôi bây giờ anh Sáu anh nói vậy thì thôi, gì bên anh gì con gái của anh thương con gái anh lo con gái anh thì thôi chị cũng chịu anh cái đi cho má, nó êm. Con thấy tía nói đúng á, cái việc của cô Chanh á là con đã cản má từ lâu rồi mà má không chịu nghe con. Vậy thì thôi được. Thấy chưa, thấy vui chưa? Dạ vui. Đề quầy hết không? Đề quầy vui nhà vui cửa không? Giận hờn chi cho con trẻ mày không? Nó mình hết giận con mới vui vẻ. Tôi nói nghe, ở đây á là mía sâu có đốt nhà dột có nơi. Ở đây á tôi tha là tôi tha cái người nào là ra cái người đó, còn cái người nào tôi chưa tha là nhất định là không bao giờ có cái chuyện là rồi thôi rồi làm quê không có. Ý nói tôi á, tôi đâu có cần tha. Tha không tha thôi chứ tôi đâu có cần đâu. Cái gì vậy? Cái gì mà hai người lúc nào cũng kình với nhau là sao vậy? Thấy chả không? Thấy chả không? Chả đâu bao giờ chả làm hoài với tôi đâu. Chả muốn sao? Tôi nói thiệt nè, thì muốn thôi có gì đâu. Ừ anh Năm. Chị, cái chuyện của chị lo, còn chuyện tôi ổng đừng ai lo. Ai cho ông là nhất định tôi không tha á. Anh Năm ơi. Tôi không cần ông tha. Không có cần ông tha. Chị cứ lo chuyện của chị đi, tôi nói rồi. Nè, không bao giờ gặp. Tôi nói hoài, không cần ông tha. Thiệt là bất bội. Tính cho nỗi này lúc nào cũng kỳ cục. Cái nón này của tôi mà. Thiệt gì anh Năm, anh Năm ơi. Nói chuyện là gây, nói chuyện là gây à. Thôi mà trời đất ơi. Sao anh kỳ quá à. Chị thấy không? Khỉa khỉa cái gì? Anh Xúi tôi làm lành với Sao Bảnh mà sao anh không ưa ổng? Ưa sao được ưa? Tôi muốn là, tôi muốn vậy là để cho với ai? Thằng Lộc với ai? Xuân á, nó về với nhau sớm sớm một xíu. Chuyện của tôi chị hỏi vô chi? Mà hôm qua nói chuyện không được, hỏi hai câu là gây lộn. Vậy sao anh không làm lành với ổng? Không biết cái đầu của ông nghĩ sao á. Tôi với thằng Trang nhiều mâu thuẫn lắm. Muôn đời khó hàn gắn được. Thì tôi bực thằng Trang này ghê. Thiệt, lúc dày lúc khác, lúc nắng lúc mưa, vậy cũng được. Mệt gì đâu.